Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 1121, quá nghèo. Trong suy nghĩ của Lâm Tử Ngọc, Chu Dương thần bí kia chính là nhân vật siêu lớn, có thể coi là người đứng đầu Đông Hải. Lần này để Chu Dương này giả mạo Chu Dương thần bí kia, thật sự rất liều lĩnh. Nếu bị tên Chu Dương thần bí kia biết được chuyện này, e rằng sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Cho nên ý kiến của cô ta là từ đầu đến cuối Chu Dương không cần chủ động nói mình là ông trùm bí ẩn. Chỉ cần không thừa nhận cũng không phủ nhận, tự nhiên sẽ có rất nhiều người chủ động tìm đến. Sau đó đến giây phút cuối cùng, Chu Dương mới công bố mình không phải là nhân vật siêu lớn gì cả, vậy thì sẽ không có nguy hiểm. Trong quá trình lợi dụng danh tiếng của nhân vật lớn kia, cô ta cũng đã suy nghĩ cho Chu Dương, có thể nói kế hoạch này không hề có sơ hở. Chu Dương gượng cười khẽ lắc đầu, sau đó đồng ý. Chuyện này ổn thỏa hơn nhiều so với tưởng tượng của Lâm Tử Ngọc. Bởi vì thật ra, Chu Dương chính là Chu Dương thần bí kia. Được rồi, tôi đồng ý với cô, bữa tiệc đó, cô cứ sắp xếp thời gian đi, Chu Dương nói. Là tối nay, Lâm Tử Ngọc bình tĩnh nói, tuy rằng từ đầu đến cuối chúng ta không thừa nhận mình là ông trùm bí ẩn, nhưng nói thế nào, cũng là chuyện trái lương tâm. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không rất dễ bị lộ, đêm dài lắm mộng. Tối nay à, cũng được, Chu Dương nghĩ một lát, tối nay anh không có kế hoạch gì, Tạ Linh Ngọc làm việc ở công ty bên kia, đây quả thực là cơ hội, diễn một vở kịch cùng Lâm Tử Ngọc cũng được. Lâm Tử Ngọc lập tức bắt đầu gọi điện thoại, liên tục gọi hơn chục cuộc đều liên quan đến những công ty hàng đầu thuộc mọi ngành nghề ở thành phố Đông Hải. Ví dụ như công ty kinh doanh trà, công ty bất động sản, cả mấy công ty kinh doanh thời trang. Trừ ngành mỹ phẩm chẳng ai liên hệ với công ty Danh Dương, bởi vì Danh Dương vốn dĩ là trụ cột của ngành mỹ phẩm, bọn họ không cần sự trợ giúp của người khác. Các ngành khác hầu như đều đã tìm đến công ty Danh Dương, mà Lâm Tử Ngọc cũng tận dụng cơ hội này, dứt khoát mời bọn họ tụ họp lại với nhau. Địa điểm vẫn là khách sạn Huy Hoàng. Khi Chu Dương và Lâm Tử Ngọc đến trước cửa khách sạn Huy Hoàng, lần này không bị chặn lại, dễ dàng đi đến tầng 23, nơi tổ chức tiệc rượu. Chê y tầng 23, đại sảnh ngoài cùng đã nhốn nháo ồn ào, đều là vài người trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy, ăn nói khoe khoang, cử chỉ tùy tiện. Nói trắng ra, tầng bên ngoài này, đều là đám con cháu gia đình giàu có quyền quý. Tiệc rượu Lâm Tử Ngọc tổ chức lần này, đối với những thế lực bình thường mà nói, có thể coi như bữa tiệc sang trọng xa hoa trăm năm hiếm gặp. Toàn bộ đều là tên tuổi lớn thuộc tất cả các ngành nghề. Vì vậy, bữa tiệc này chính là cơ hội tuyệt vời để lôi kéo mối quan hệ của đám con cháu nhà giàu. Do đó, mấy ông chủ lớn này đã dẫn theo toàn bộ con cháu nhà mình đến, thả họ ở sảnh ngoài, để họ tự mình phát huy, tùy ý làm quen với vài người. Nhưng đám con cháu nhà giàu này có vẻ tính tình đều không tốt lắm. Bọn họ không quá hiểu thế nào là nhân tình thế thái, thế nào gọi là trốn giang hồ. Họ chỉ biết, một người muốn có khí phách, muốn được người khác coi trọng, nhất định phải khoe khoang. Vì vậy tất cả những cuộc trò chuyện mà Chu Dương nghe được đều là thế này, mệt mỏi quá đi, chiếc Lamborghini hôm qua tôi vừa nhắc đến, vậy mà lại từng bị người khác lái thử một lần rồi. Thật mắc ói, tôi ném thẳng cái xe đó xuống sông, sau đó mua lại cửa hàng Lamborghini chính hãng kia, tôi cũng ném thẳng tên giám đốc bán xe xuống sông luôn. Ồ! Vậy cậu cũng nhân từ quá rồi, để tôi xử lý, sẽ không làm được như vậy. Cậu giống tôi, hai ngày trước tôi chi hơn 300 ngàn mua một đôi giày, chính là đôi giày chạy bộ số lượng có hạn do nhà thiết kế hàng đầu tự tay thiết kế. Nhưng trong quá trình mua giày, một cô nhân viên bán hàng lại dùng đôi tay hèn mọn của cô ta chạm vào giày tôi. Giày bị người như thế sờ soạng, còn đi được à? Lúc đó tôi tức giận cắt nhỏ đôi giày đã bị chạm vào, rồi bắt con đê tiện đó nuốt xuống. Những kiểu nói chuyện như vậy đâu đâu cũng có, chê y cơ bản tất cả đều đang khoe khoang khả năng tài chính và độ nhẫn tâm của bản thân, mập mờ nói cho đối phương biết, cậu phải tôn trọng tôi, cậu phải cẩn thận với tôi, cậu phải phục tùng tôi không phải kẻ dễ chọc vào. Nghe xong Chu Dương liên tục lắc đầu. Đúng là tuổi trẻ. Chuyện đám người này làm, mặc dù nghe có vẻ vô cùng khoa trương, dường như thực lực của bọn họ, quả thực rất mạnh ở một trình độ nhất định. Đọc nhanh tại tamlins247.net. Nhưng đối với những người ở trình độ như Chu Dương, đám con cháu nhà giàu này sở dĩ nói như vậy, thực ra chủ yếu là vì quá nghèo. Đúng vậy, quá nghèo hèn.
Bất kể chuyện mà đám người này có khoe khoang phóng đại hay không, rốt cuộc họ có đủ khả năng kinh tế làm những chuyện này hay không, bất kể những chuyện này là sự thật hay chém gió, đó đều chỉ có thể là vì bọn họ quá nghèo hèn. Tục ngữ có câu, thiếu cái gì thì sẽ cố tình khoe khoang cái đó. Những kẻ này chính là vì không đủ mạnh, vì vậy mới không ngừng khoe khoang mình đã làm chuyện độc ác gì, gia đình mình có bao nhiêu tiền, mục đích chính là để cảnh cáo kẻ khác không nên bắt nạt mình, bởi vì bản thân mình là kẻ không dễ chọc. Nhưng nếu là người đứng đầu Đông Hải, bọn họ cần nói những lời này sao? Hoàn toàn không cần. Giống như Chu Dương, từ trước đến nay anh chưa bao giờ khoe khoang sức mạnh của bản thân, bởi vì anh không sợ sẽ có người bắt nạt mình. Nếu anh ức hát yêu ta tôi thì tôi sẽ đánh anh một trận, dù sao cũng chẳng có ai là ông đây không đánh nổi. Đây mới là tâm lý của kẻ mạnh đích thực. Thậm chí không cần nói đến vị trí đứng đầu Đông Hải, chỉ cần là con cháu gia tộc hạng hai trở lên, lúc nói chuyện cũng không thể nào tự phụ như vậy. Lý do rất đơn giản, con cháu của các gia tộc hạng hai trở lên, đều được coi là tầng lớp quyền quý chân chính của thành phố Đông Hải, hai bên không cần chém gió, chỉ cần báo ra một cái tên, thân phận cao thấp sẽ được phân định rõ ràng. Vì vậy con cháu thế gia thuộc những gia tộc hạng hai trở lên, thường có thể hòa thuận, chơi đùa vui vẻ với nhau, nếu bọn họ muốn bắt nạt thì sẽ cùng bắt nạt một tên rác rưởi còn không được coi là thế gia. Vì vậy, khi một người đạt đến trình độ nhất định, không hề thiếu tiền bạc và sức mạnh, ắt sẽ không cần đem những thứ này ra khoe khoang. Chu Dương thở dài nghĩ ngợi, sau đó nhấc chân đi về hướng đại sảnh bên trong. Chờ đã, vừa nãy mày lắc đầu cái gì, bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, ngăn cản anh. Chu Dương quay đầu, nhìn thấy một cậu ấm tóc nhuộm vàng, ngậm điếu thuốc trong miệng nhìn Chu Dương chằm chằm, oát con, muốn chết đấy à? Chương 1122, tôi là Chu Dương. Oát con, mày lắc đầu như vậy là có ý gì, cậu ấm kia ngạo mạn hỏi. Bởi vì giọng nói của hắn khá lớn, vì vậy ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người khác. Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào Chu Dương và cậu ấm kia. Lâm Tử Ngọc bên cạnh đột nhiên sợ hãi. Khi mọi người nhìn vào Chu Dương, trong mắt thoáng qua chút khinh thường. Bởi vì quần áo Chu Dương mặc quá đơn giản, căn bản không hề có phong cách con cháu nhà giàu. Nhưng cô gái anh đưa theo bên cạnh, trái lại khá quyến rũ. Suy cho cùng, Lâm Tử Ngọc cũng là một cô gái có ngoại hình giống Thẩm Bích Quân, cho dù đặt trong vô số phụ nữ của đám con cháu nhà giàu này, cũng nhất định là người đẹp hàng đầu. Vì vậy đám người này mới có suy nghĩ khác. Trong mắt họ Chu Dương là kẻ yếu thế rất dễ bị bắt nạt, mà bên cạnh kẻ yếu thế này lại có một cô gái xinh đẹp. Nếu không ăn hát yêu ta hai người này, bọn họ đều không xứng là cậu ấm cô chiêu. Đám con nhà giàu này đi đầu trong chuyện gây hấn, đương nhiên sẽ có suy nghĩ này. Nhóc con, nói đi, rốt cuộc mày có ý gì, cậu ấm kia lại tiếp tục hỏi. Tao nghi ngờ, vừa nãy mày đang cười nhạo bọn tao. Chu Dương nhún vai, anh không có hứng thú với đám người này. Nếu anh có hứng thú, vậy thì lúc trước sẽ không gióng trống khua chiêng để lộ thân phận của bản thân. Tiết lộ thân phận là để đề phòng mấy phiền phức vớ vẩn này tìm đến mình. Nhưng hiện tại, cho dù anh đã để lộ thực lực và thân phận thì hiển nhiên cũng không thể khiến toàn bộ người khắp thành phố Đông Hải biết đến được. Có thể thế lực thế gia hạng hai trở lên, thật sự đều biết đến Chu Dương, nhưng mấy gia đình giàu có bình thường thì nhận thức về Chu Dương không nhiều. Chưa kể, thế hệ sau của mấy nhà giàu, những cậu ấm cô chiêu này càng không biết đến Chu Dương, có điều, phần lớn bọn họ đều đã từng nghe đến tên Chu Dương. Chu Dương thở dài, anh không muốn gây chuyện phiền phức. Cũng lời dạy dỗ đám cặn bã này, nên đành lựa chọn lùi lại một bước, không phải chứ người anh em, tôi chẳng qua chỉ lắc đầu một cái, tôi có làm gì đâu, năm nay đến cả lắc đầu cũng phạm pháp sao. Chu Dương đã rất nhân nhượng rồi. Nhưng rõ ràng là câu trả lời này không khiến đám con cháu nhà giàu muốn bắt nạt anh này hài lòng. Mày đang nói linh tinh gì đấy? Mày nghĩ đây là nơi nào, mày cho rằng đám bọn tao là ai? Lắc đầu có phạm pháp hay không? Chỉ cần bọn tao nói là được. Mày tưởng rằng chỉ cần mày không phạm pháp thì bọn tao không có cách trị mày chắc. Nói, ban nãy mày lắc đầu là có ý gì? Một cậu ấm nữa cũng hùa theo, đúng, giải thích đi, mày muốn làm gì? Nếu mày định cười nhạo bọn tao sẽ dùng thực lực nói cho mày biết, rốt cuộc bọn tao có chém gió hay không? Hai mắt cậu ấm kia lộ ra vẻ hưng phấn. Mấy ví dụ ban nãy họ nói,
bắt nhân viên bán hàng ăn giày, đuổi việc giám đốc kinh doanh của cửa hàng Lam Bao Dân Ni chính hãng, có vài điều là sự thật. Bọn họ chính là một đám tàn nhẫn ép người quá đáng, thích bắt nạt kẻ yếu. Nhân viên bán hàng, giám đốc kinh doanh, những người này không mắc sai lầm gì, cũng bị bọn họ giày vò thành như vậy. Nếu Chu Dương thật sự thừa nhận là đang cười nhạo họ, thì không ai biết họ sẽ làm gì Chu Dương. Có lẽ là tàn nhẫn vượt ngoài sức tưởng tượng, càng là loại người không có hiểu biết thì thủ đoạn của bọn họ càng khó nắm bắt. Nhưng hiển nhiên là Chu Dương không hề sợ bọn họ. Đùa chắc, dù Chu Dương không có thực lực ở Đông Hải thì chỉ dựa vào thực lực tối thượng hoàng đế cũng đủ để đánh đám con cháu nhà giàu này đến mức bố mẹ cũng không nhận ra. Chu Dương sẽ sợ bọn họ sao? Sau khi lùi bước, đám người này vẫn không định buông tha Chu Dương, vậy thì anh cũng chẳng cần phải tiếp tục nhân nhượng nữa. Được, tôi thừa nhận, tôi đúng là đang cười nhạo mấy người, cười mấy người là một đám rác rưởi không có nhận thức, vài chuyện vớ vẩn mà còn đem ra khoe khoang. Chuyện mấy người làm, giống như mấy đứa nhóc tiểu học ấu trí, tôi cười nhạo các người cũng là hợp lý. Chu Dương nhún vai, vẻ mặt lãnh đạm nói. Vừa dứt lời, cả đại sảnh liền rơi vào bầu không khí kỳ dị. Chẳng ai dám tưởng tượng, Chu Dương lại dám nói ra những lời như vậy. Đọc nhanh tại tamlins247.net. Hắn điên rồi sao? Rốt cuộc hắn là ai? Nhìn quần áo của hắn, căn bản không phải là con cháu nhà giàu. Không phải con cháu nhà giàu, xâm nhập vào nơi như thế này, lại dám phát ngôn bừa bãi. Thật sự không biết chữ chết viết thế nào sao? Lâm Tử Ngọc cũng rất căng thẳng. Cô ta không ngờ, Chu Dương kiêu ngạo đến vậy. Anh kiêu ngạo như thế có thể sẽ bị ăn đòn đó. Mặc dù bữa tiệc lần này là công ty Danh Dương tổ chức, nhưng công ty Danh Dương chẳng qua chỉ là công ty hàng đầu trong lĩnh vực mỹ phẩm ở Đông Hải. Những người ở đây, bao gồm các công ty đứng đầu trong mọi lĩnh vực ngành nghề của thành phố Đông Hải. Lực lượng của một vài công ty, ví như ngành bất động sản, có thể mạnh hơn công ty Danh Dương rất nhiều. Chu Dương đắc tội với nhiều con cháu nhà giàu cùng một lúc thì công ty Danh Dương bọn họ không giữ nổi mất. Lâm Tử Ngọc lo lắng kéo vạt áo Chu Dương. Lúc này cậu ấm ban nãy cũng phản ứng lại, bắt đầu phát tác. Khốn cây Ethiota, thật sự muốn chết hả? Dám cười nhạo bọn tao, còn dám nói quang minh chính đại như vậy, mày có biết bọn tao là ai không? Mày chết chắc rồi, hôm nay dù có là ông trời cũng không cứu nổi mày, tao nói rồi. Một đám thi nhau đe dọa. Tên dẫn đầu khiêu khích cũng lên tiếng, được lắm, oát con, to gan đó. Ban nãy mày nói cái gì? Mấy chuyện tụi tao làm ấu trĩ như đám con nít tiểu học. Vậy hôm nay, sẽ cho mày biết thủ đoạn của học sinh tiểu học là thế nào? Tao là Tề Hưng Hoa, nói đi, mày tên là gì? Hôm nay tao muốn cho mày chết một cách rõ ràng. Tề Hưng Hoa lắc lư ly rượu vang, rồi bất ngờ đập mạnh ly rượu xuống đất. Sau đó hắn cầm lấy mảnh thủy tinh còn sót lại của cái ly ném về phía Chu Dương. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Tề Hưng Hoa bước từng bước đến chỗ Chu Dương, chê y người mang theo sát khí hung ác, xem ra cũng có vài phần khí thế. Tiếc là, chiêu này vô dụng với Chu Dương. Chu Dương đứng yên bất động, thậm chí còn nhàm chán mà ngáp một cái, lúc này đúng lúc Tề Hưng Hoa đi đến trước mặt anh mới nói, ồ, tôi là Chu Dương, cậu định làm gì tôi? Tôi là Chu Dương. Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, lại hệt như tiếng sấm sét truyền vào tai đám con cháu nhà giàu. Bọn họ quả thực không biết Chu Dương, nhưng không có nghĩa là chưa từng nghe nói đến cái tên này. Hơn nữa bọn họ cũng biết, cuộc hội nghị hôm nay tổ chức là vì cái gì, ngay cả bố của họ đến đây, cũng là để nịnh bợ Chu Dương. Chương 1123, đùa mà thành thật. Bữa tiệc hôm nay do công ty Danh Dương tổ chức. Mặc dù ngành mỹ phẩm của công ty Danh Dương có chút danh tiếng, có thể coi là dẫn đầu trong ngành này, nhưng nếu như đặt ở thành phố Đông Hải, thì nó cũng chưa là gì cả. Tại sao hôm nay công ty Danh Dương lại có thể tổ chức buổi tiệc này? Là bởi vì công ty Danh Dương có Chu Dương. Đó là một ông trùm có thể hô mưa gọi gió ở khắp thành phố Đông Hải. Chưa kể những công ty nhỏ dẫn đầu của bọn họ, thậm chí những gia tộc lớn bao phủ 7-8 ngành công nghiệp khác, chỉ có thể xưng bản thân là đàn em trước mặt Chu Dương. Cho nên đám người giàu có hôm nay đều đến đây để quỳ gối nịnh nọt Chu Dương. Đám con cháu nhà giàu này đi loanh quanh ở sảnh ngoài chỉ vì bọn họ không đủ tư cách để gặp được Chu Dương. Nhưng bây giờ, bọn họ đã nghe thấy gì? Người thanh niên trước mặt giễu cợt bọn họ,
hình như cũng trạc tuổi bọn họ lại cũng tên là Chu Dương. Tên Chu Dương này không phải là nhân vật chính của hôm nay chứ? Đám con cháu nhà giàu đó đều sửng sốt trố mắt nhìn nhau. Vừa rồi bọn họ khoe khoang chém gió rất nhiều, nhưng thực ra bọn họ cũng biết thực lực của bản thân đến đâu. Đừng nói đến việc gặp được Chu Dương, nếu bọn họ gặp con cháu của thế gia nào đó chẳng hạn, thì bọn họ đều sẵn sàng quỳ xuống bất cứ lúc nào để bày tỏ lòng thành của mình. Hơn nữa, địa vị của Chu Dương đã vượt qua bọn họ quá nhiều. Anh là nhân vật chính của ngày hôm nay sao? Chu Dương của công ty Danh Dương, Tề Hưng Hoa thận trọng hỏi. Chu Dương gật đầu, uể oải đáp lại, đương nhiên rồi, khắp thành phố Đông Hải này, lẽ nào còn có Chu Dương thứ hai? Anh cúi đầu nhìn mảnh vỡ của ly rượu trong tay Tề Hưng Hoa, cho nên, cậu muốn làm gì? Chuyện này, Tề Hưng Hoa cũng nhận ra hành vi này có vẻ hơi bất lịch sự của mình. Đâu ai nói chuyện với người khác mà cầm mảnh vỡ của ly rượu đâu. Điều này giống như bạn đang cầm con dao định kề vào cổ ai đó, còn cười cợt nhả nói rằng chúng ta là anh em tốt có chuyện gì thì cứ nói với tôi một câu. Loại hành vi này hiển nhiên rất không thích hợp, vì vậy Tề Hưng Hoa vội vàng thu dọn mảnh vỡ của ly rượu và cười nói, à, đây là bất ngờ tôi muốn chuẩn bị cho anh, tôi dự định sẽ biểu diễn ảo thuật nuốt ly rượu. Ồ, còn có chuyện hay như vậy sao? Vậy cậu biểu diễn một chút xem sao, trong mắt Chu Dương hiện lên sự giễu cợt, anh nói. Nuốt ly rượu. Đúng là có một loại ảo thuật như vậy, Chu Dương cũng từng nhìn thấy. Nhưng loại ảo thuật như vậy chỉ là kỹ thuật của ảo thuật gia, kết hợp phương pháp che đậy hoặc dùng các đạo cụ ảo thuật, hoàn toàn không có chuyện thật sự nuốt một ly rượu. Câu hỏi có ai thực hiện được việc nuốt ly rượu hay không? Câu trả lời là có, chê y đời này đúng là có người ăn được sắt, ăn được thủy tinh. Thậm chí có người ăn được cả đất. Nhưng những người như vậy cực kỳ hiếm, Tề Hưng Hoa ở trước mặt anh chắc hẳn là không trùng hợp đến mức có thể ăn được thủy tinh như vậy chứ. Vì vậy Chu Dương thực sự rất tò mò, muốn xem anh chàng này sẽ tiếp tục như thế nào. Đúng như dự đoán, sau khi nghe thấy vậy, Tề Hưng Hoa cũng rơi vào trạng thái rối bời. Chuyện này nên làm thế nào? Hắn thật sự không thể nuốt ly rượu. Hắn không biết nuốt ly rượu. Sở dĩ vừa rồi hắn nói sẽ biểu diễn một trò ảo thuật là vì hắn sốt ruột quá, hắn cũng từng nhìn thấy màn ảo thuật này, lại đang là lúc muốn lừa gạt Chu Dương, muốn giải thích lý do tại sao hắn lại cầm mảnh vỡ của ly rượu. Chu tiên sinh, chuyện này không ổn lắm, Tề Hưng Hoa cười ngượng ngùng, nói thật, bây giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt lắm. Ban đầu tôi muốn biểu diễn ảo thuật này cho anh xem, nhưng vừa rồi tôi quá phấn khích nên đạo cụ đã bị hỏng rồi, giờ tôi không thể biểu diễn được. Chỉ bằng để hôm khác tôi sẽ làm. Hôm khác tôi nhất định sẽ đến tận nhà của anh để xin lỗi, đồng thời sẽ biểu diễn màn ảo thuật này cho anh xem. Tề Hưng Hoa thầm nghĩ trong lòng, nhân cơ hội này nhanh chóng lấp L.I.O.T.A. che đậy cái tình huống dở khóc dở cười. Sau khi che đậy cho qua chuyện xong, thì phải lập tức về nhà bỏ tiền ra tìm một ảo thuật gia giỏi và chăm chỉ học được màn ảo thuật nuốt ly rượu. Dứt lời, hắn như muốn lùi về phía sau để rời đi. Nhưng Chu Dương đã ngăn cản hắn, đứng lại. Ý của cậu là gì? Đùa tôi sao? Chu Dương hỏi, đùa cái gì? Chạy đến đây nói rằng muốn biểu diễn ảo thuật cho tôi xem, nhưng kết quả lại vẫn chưa bắt đầu biểu diễn thì lại nói rằng đạo cụ bị hỏng ư. Nói thật cho tôi, có phải cậu đang coi thường tôi không? Muốn đùa giỡn tôi à? Chu Dương nheo mắt nói. Gậy ông đập lưng ông. Khi Chu Dương muốn làm êm mọi chuyện, thì tên Tề Hưng Hoa lại không đồng ý. Nếu đã như vậy, Chu Dương hoàn toàn không có nghĩa vụ dễ dàng buông tha cho hắn. Con người phải có lòng khoan dung, nhưng vừa nãy Tề Hưng Hoa không buông tha cho Chu Dương nên bây giờ đương nhiên Chu Dương sẽ trả đũa. Nói đi, không biểu diễn cho tôi xem có phải là xem thường tôi hay không, Chu Dương hỏi. Tề Hưng Hoa suýt chút nữa bật khóc, Chu tiên sinh, anh Dương, ông nội Dương, anh đừng trêu tôi có được không? Tôi sai rồi, tôi đâu dám coi thường anh chứ. Nếu cậu không coi thường tôi vậy thì nhanh chóng biểu diễn cho tôi xem đi, tôi chỉ muốn nhìn thấy hành động, chứ không cần nghe những lời nói suông, Chu Dương vẫn thờ ơ nói. Đùa hả, tùy tiện nghe người ta nói vài câu, thì sẽ cảm thấy mềm lòng, nếu đã như vậy thì còn gì gọi là gậy ông đập lưng ông chứ. Nếu vừa nãy Chu Dương chỉ nói hai ba câu nhẹ nhàng, Tề Hưng Hoa có để cho anh rời đi không? Câu trả lời là không. Vì vậy... lần này Chu Dương cũng xác định chắc chắn muốn vùi dập tên Tề Hưng Hoa này. Nếu dám coi thường tôi,
Vậy thì, nói đi, cậu tên là Tề Hưng Hoa đúng chứ, bố của cậu tên là gì? Sản nghiệp của nhà các người thuộc ngành nào? Tên công ty là gì? Đừng tưởng rằng cậu không nói thì tôi không điều tra ra được. Chu Dương lạnh lùng nói. Nghe thấy những lời này, trái tim của Tề Hưng Hoa đột nhiên rơi xuống đáy vực. Xong đời rồi, hắn biết rõ vì sao Chu Dương lại hỏi như vậy, chính là đồng nghĩa với việc tất cả sản nghiệp của gia đình bọn họ đều sẽ kết thúc. Kể từ đó, hắn sẽ không còn là con cháu gia đình giàu có nữa, những chiếc xe hơi sang trọng, những đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, những chiếc đồng hồ nổi tiếng, phụ nữ, đều không còn liên quan đến hắn nữa. Hắn biến thành một người giống như những người bình thường bị hắn bắt nạt trước đây, không, thậm chí có thể là còn không bằng những người thường đó. Sau khi công ty bị Chu Dương đánh đổ, bọn họ có thể không tìm được việc làm. Số phận của bọn họ có thể sẽ phải sống chê y đường phố, sau đó bị tra tấn đến chết bởi những người bị bọn họ bắt nạt trong nhiều năm. Tề Hưng Hoa chắc chắn rằng, nếu hắn mất đi thân phận con cháu nhà giàu thì sẽ có rất nhiều người muốn giết hắn. Hắn sẽ mất tất cả những thứ này, nếu hắn muốn ngăn chặn tất cả những điều này, hắn chỉ có một cơ hội. Đó là đem vở kịch giả biến thành sự thật, nuốt mảnh vỡ của ly rượu này. Nhưng thật sự có thể làm được sao? Nếu nuốt vào thì bản thân còn có thể sống sót không? Tề Hưng Hoa hơi nghi ngờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1124, tôi thật sự là Chu Dương. Kết cục như thế nào thì cũng có nguyên nhân của nó, báo ứng của cậu chính là tôi. Tình huống lúc này của Tề Hưng Hoa và Chu Dương thì dùng câu nói này là thích hợp nhất. Bản thân là con cháu nhà giàu, Tề Hưng Hoa đã làm được những gì mình muốn trong hơn 20 năm. Trong 20 năm qua, hắn đã ức hát yêu ta quá nhiều người, cũng đã tạo nên một vài câu chuyện tuyệt vời với rất nhiều cô gái. Thậm chí còn có nhiều trường hợp cô gái không bằng lòng. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì nhà hắn giàu, cho dù những cô gái đó có tự nguyện hay không, thì đến cuối cùng đều có một kết quả chính là tự nguyện. Trong cả quá trình này, có rất nhiều người đã cầu xin hắn thương xót, quỳ xuống và xin hắn buông tha cho họ. Nhưng những lời cầu xin của bọn họ chỉ như một màn kịch hài hước đối với Tề Hưng Hoa mà thôi. Hắn thích nhìn những vẻ mặt bất lực và sợ hãi của những người đó, những cảm xúc này chỉ cai yêu ta sẽ thích hắn hơn chứ không khiến hắn mềm lòng. Nhưng hôm nay, vẻ mặt này cũng đã xuất hiện trên y gương mặt hắn. Hắn muốn cầu xin Chu Dương, cũng cố hết sức tìm mọi cách, anh Dương, tôi sai rồi, tôi tuyệt đối không có ý xem thường anh, nhưng tôi thật sự không biết làm kiểu ảo thuật này. Tôi nói sai rồi, tôi xin lỗi anh có thể coi tôi như một cái rắm có được không? Hắn quỳ trên y mặt đất và ăn nói rất hèn hạ. Hắn tự cảm thấy vẻ mặt này của mình đã rất đáng thương, cũng đã rất khiêm tốn hèn mọn, đổi thành ai thì chắc cũng đều buông tha cho hắn thôi. Nhưng Chu Dương chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, xin lỗi. Nếu một lời xin lỗi có tác dụng, vậy thì sao phải cần đến cảnh sát pháp luật? Cảnh sát, Tề Hưng Hoa đứng lên như bắt được cọng rơm cứu mạng nào đó, vậy anh mau báo cảnh sát đi. Anh Dương, cầu xin anh mau báo cảnh sát đến bắt tôi đi. Đọc nhanh tại tamlins247.net. Chu Dương tát hắn một cái khiến hắn ngã lăn xuống đất, báo cảnh sát bắt cậu. Cậu cho rằng đây là nơi nào? Cậu coi tôi là gì? Đối phó với cậu, tôi còn cần phải báo cảnh sát sao? Câu này cũng là câu của Tề Hưng Hoa nói với Chu Dương không lâu trước đó, bây giờ Chu Dương đã trả lại nguyên vẹn lại cho hắn. Nghe này, không cần phải cãi lại nữa, cậu nói sai rồi là có ý gì? Dám nói sai trước mặt tôi, cậu đang trêu đùa tôi phải không? Trêu tôi có nghĩa là coi thường tôi, từ đầu đến cuối tôi đều không ép buộc cậu, nhưng cậu lại nói chuyện đó ngay trước mặt tôi, cho nên phải làm bằng được chuyện đó, có ý kiến gì không? Chu Dương nói tiếp, nếu chỉ có chuyện này mà cậu không làm được, vậy thì tôi chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Chu Dương tự ra tay nghĩa là gì? Vừa nãy đã nói rằng, tất cả người nhà của Tề Hưng Hoa và bao gồm cả tất cả sản nghiệp của bọn họ đều sẽ bị hủy hoại. Bọn họ sẽ mất hết tài sản, việc mất hết tài sản đối với những người như bọn họ, sẽ khiến những người tốt đã từng bị bọn họ bắt nại trước đây nhất định sẽ quay lại điên cuồng trả thù. Nói cách khác, việc thực hiện màn ảo thuật nuốt ly rượu này chỉ có một con đường chết, nhưng nếu từ chối thực hiện thì cũng chỉ có chết. Không thực hiện màn ảo thuật thì người chết không chỉ có một mình hắn, mà tất cả người nhà của hắn đều sẽ chịu khổ theo. Nếu như vậy, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi,
hy sinh bản thân mình mà thôi. Tề Hưng Hoa cầm chiếc cốc trong tay, do dự đưa lên miệng. Liều thôi. Hắn nhắm mắt, cắn răng bắt đầu thực hiện. Nhưng lúc này, lại có một người ngăn cản hắn. Dừng lại, Lâm Tử Ngọc đứng ra, hét lên ngăn cản lại. Chu Dương kinh ngạc nhìn cô gái này, có chuyện gì sao? Không nhận ra hắn là người xấu à? Tại sao lại bảo dừng tay? Những kẻ xấu như vậy, nên để họ một lần nếm trải cảm giác dưới góc độ của nạn nhân. Nhưng Lâm Tử Ngọc lại kiên quyết chạy tới, rồi giật lấy mảnh vỡ của Tề Hưng Hoa. Chuyện đó, cậu Tề, chuyện vừa rồi là chúng tôi đùa với cậu thôi, cậu không cần phải để ý đâu. Lâm Tử Ngọc mỉm cười xin lỗi Tề Hưng Hoa. Nghe thấy lời xin lỗi của Lâm Tử Ngọc, Tề Hưng Hoa sững sờ, còn đám con cháu nhà giàu khác đều đần mặt ra không hiểu gì. Chu Dương nói đùa với bọn họ có tốt đẹp gì mà có thể được Chu Dương nói đùa. Hơn nữa, vừa rồi bọn họ còn lên kế hoạch hãm hại Chu Dương nữa. Người ta đồn rằng Lý Đại Hải, người giàu nhất thành phố Đông Hải, chỉ vì con trai ông ta xúc phạm Chu Dương một chút, sau đó toàn bộ tập đoàn thời trang Đại Hải biến mất. Rất rõ ràng, Chu Dương nhất định không phải là người thích nói đùa. Nhưng cô gái Lâm Tử Ngọc này, cũng là một người có thể đại diện cho Chu Dương ở trước mặt mọi người. Vì vậy tất cả đều ngẩn ra, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Chu Dương. Nói gì vậy, tôi không nói đùa, mau ăn ly rượu đó cho tôi, Chu Dương bày ra vẻ mặt cố ý nói. Tề Hưng Hoa vô thức nắm lấy một nắm thủy tinh vỡ trên y mặt đất. Lâm Tử Ngọc vung tay hất mảnh vỡ của ly rượu xuống, sau đó nhìn về phía Chu Dương, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Có phải anh điên rồi hay không? Chỉ vì một chuyện còn con như vậy, mà anh lại muốn lấy đi mạng sống của con nhà người ta. Lâm Tử Ngọc vừa đi đến bên cạnh Chu Dương vừa nói chuyện, cô vươn tay nhéo eo Chu Dương ở vị trí mà người khác không nhìn thấy, hạ thấp giọng nói, anh làm gì vậy, có phải anh thật sự cho rằng bản thân là ông trùm Chu Dương rồi không? Đừng quên anh chỉ là đồ giả, đừng làm lớn chuyện. Bây giờ Lâm Tử Ngọc vẫn cảm thấy Chu Dương này không có liên quan gì đến Chu Dương trong lời đồn. Cô ta chỉ cho rằng Chu Dương đang làm những chuyện cậy thế của người khác để áp bức mọi người. Nhưng dù cho anh muốn làm những chuyện dựa vào sức mạnh của người khác để áp bức mọi người, thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Anh đang dựa vào thân phận của người khác, nếu thật sự vì chuyện này mà giết người, sau đó bị tên Chu Dương thật kia tìm đến truy cứu chuyện này thì phải làm sao? Đây chính là điều mà Lâm Tử Ngọc lo sợ. Chu Dương bất lực thở dài, sau đó nói, cô đừng lo lắng, tôi thật sự là Chu Dương, sẽ không có ai tìm đến gây chuyện với chúng ta đâu. Được rồi, anh đóng giả đến mức nghiện luôn rồi phải không? Lâm Tử Ngọc nói, tôi biết bộ dạng đóng giả này của anh rất giống với Chu Dương thật, cũng đã lừa được toàn bộ đám người kia. Nhưng anh không thể tự lừa bản thân mình, đúng không? Lâm Tử Ngọc thành khẩn nói. Chu Dương hoàn toàn bất lực. Quay đầu nhìn Tề Hưng Hoa ở phía sau, này nhóc con, tôi có phải là Chu Dương hay không? Tề Hưng Hoa sững sờ gật đầu, trong lòng hắn thầm nói, anh không phải là Chu Dương thì lẽ nào là đóng giả sao? Đến nơi này đóng giả Chu Dương, như vậy không phải là tự đi tìm đường chết à? Vậy rốt cuộc cậu nghe tôi hay là nghe cô ấy? Chu Dương chỉ vào Lâm Tử Ngọc hỏi. Tề Hưng Hoa nuốt nước miếng, thật ra hắn rất muốn nói là nghe lời của Lâm Tử Ngọc. Dù sao bây giờ Lâm Tử Ngọc đang lên tiếng bảo vệ mạng sống của hắn. Nhưng hắn không dám, cho nên chỉ có thể khép nép nói, đương nhiên là nghe lời của anh Dương rồi. Chu Dương lại nhìn Lâm Tử Ngọc, nhìn thấy chưa, tôi thật sự là Chu Dương, không sai chứ. Chương 1125, diễn khá lắm. Nếu đã nghe tôi, vậy cô đừng càm ràm nữa, mau đưa ly rượu cho tôi, Chu Dương cố ý bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói. Thật ra sở dĩ anh làm những chuyện này, căn bản không có ý khác, đơn giản là để trêu chọc Lâm Tử Ngọc. Lâm Tử Ngọc nghĩ rằng anh là Chu Dương giả, vậy Chu Dương sẽ cố hết khả năng làm ra những chuyện vô cùng ngang ngược. Nhưng Chu Dương càng như vậy, Lâm Tử Ngọc càng cho rằng Chu Dương đang giả vờ. Được rồi, anh đã giả vờ rất giống rồi, nhưng dẫu sao anh cũng là cáo mượn oai hùm thì luôn có một giới hạn, Lâm Tử Ngọc vội vàng nói, dừng các hành động ấu trí này của anh lại đi. Mau xin lỗi người ta. Đừng làm to chuyện thêm nữa. Chu Dương nhún vai, nhìn sang Tề Hưng Hoa nói, được rồi, cậu không cần nuốt ly rượu đó nữa. Là như vậy, thật ra tôi không phải là Chu Dương, tôi chỉ là người giả mạo mà thôi, vì thế cậu căn bản không cần sợ tôi,
cũng không cần nghe theo mệnh lệnh của tôi. Chu Dương thuận theo ý của Lâm Tử Ngọc. Nhưng Tề Hưng Hoa bên kia lại không tin. Cả thành phố Đông Hải, có lẽ ngoài người giàu có như Lâm Tử Ngọc sống trong cái vòng nhỏ không biết gì, thì những người khác đều biết, Chu Dương của công ty Danh Dương chính là Chu Dương làm chấn động cả Đông Hải. Cả Đông Hải chỉ có một Chu Dương như vậy mà thôi. Vì thế Tề Hưng Hoa vô cùng chắc chắn, Chu Dương chính là Chu Dương. Tề Hưng Hoa vẫn không buông ly rượu, anh Dương, anh thật sự tha thứ cho tôi sao? Đừng đùa với tôi đấy. Tôi không tha thứ cho cậu, tôi chẳng qua chỉ là không phải Chu Dương kia trong tưởng tượng của cậu mà thôi, Chu Dương lại nói. Anh Dương đừng đùa nữa, nếu anh nói như vậy, thì chắc hôm nay tôi phải nuốt ly rượu này thật rồi, Tề Hưng Hoa cũng nói. Nhìn biểu hiện của hai người này, người sốt ruột phát cáu nhất thật ra là Lâm Tử Ngọc. Đây là chuyện gì vậy? Vốn dĩ cô chỉ bảo Chu Dương cáo mượn oai hùng một chút, để mau chóng ký kết mấy hợp đồng kia, bây giờ đã ầm ĩ đến mạng người rồi đấy. Cậu nói xem thanh niên như cậu sao lại không hiểu biết vậy chứ? Anh ấy nói anh ấy không phải Chu Dương, thì anh ấy thật sự không phải Chu Dương. Lâm Tử Ngọc vội bước đến ngăn Tề Hưng Hoa lại, đừng nuốt ly rượu này nữa, chuyện này cứ trôi qua vậy đi. Anh Dương, đây, Tề Hưng Hoa oan ức dương mắt nhìn Chu Dương. Chu Dương buông tay bất đắc dĩ, bỏ đi, cậu đừng nuốt nó nữa. Vậy anh tha thứ cho tôi rồi hả? Nghe được câu nói này, Tề Hưng Hoa mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, thở hổn hển ngã xuống bất động chê y mặt đất. Trời mới biết vừa nãy hắn đã trải qua những gì. Chỉ cần một câu nói của Chu Dương, thì có thể quyết định vận mệnh sống chết của hắn. Loại cảm giác này không dễ chịu, lúc này, hắn cũng không thật sự đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác. Nghĩ đến người trước đây từng bị hắn làm hại, những người đó bị hắn nắm trong lòng bàn tay, cuối cùng tuyệt vọng biết bao. Có điều sau này có lẽ hắn sẽ không làm chuyện đó nữa, bởi vì lần sau khi hắn hành hạ người khác sẽ nhớ đến cảm giác lúc này. Giờ phải khoan dung độ lượng thôi. Chu Dương và Lâm Tử Ngọc đi vào đại sảnh dưới ánh mắt cung kính của đám con cháu nhà giàu. Nhưng tâm trạng của Lâm Tử Ngọc lại khác biệt với lúc vừa đến. Bởi vì kế hoạch tiêu tan rồi. Kế hoạch ngay từ đầu là Chu Dương không thừa nhận cũng không phủ nhận thân phận của mình, đợi sau khi ký hợp đồng xong thì tuyên bố thân phận của mình ra ngoài. Nhưng bây giờ không có tác dụng nữa, thân phận của Chu Dương đã bị bại lộ. Tiếp tục dùng chiêu này để lừa người khác thì e rằng không dễ dàng. Lâm Tử Ngọc quyết định nói thẳng thân phận của Chu Dương, còn về hợp đồng có thể ký tiếp hay không, thì không còn quan trọng nữa. Dù sao công ty Danh Dương hiện tại cũng đang chê y đã phát triển ổn định. Hai người đến đại sảnh, hội nghị nhanh chóng được triển khai. Chu Dương và Lâm Tử Ngọc ngồi ở vị trí chủ tịch phía trên y cùng, bên dưới ngồi chật kín đều là các ông chủ tinh anh của mọi ngành nghề, bọn họ dùng ánh mắt say mê mà lại quý trọng nhìn chăm chăm vào Chu Dương ở bên cạnh Lâm Tử Ngọc. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, Chu Dương ăn mặc rất mộc mạc, màu sắc đơn giản, rõ ràng là loại cảm giác biến mất trong đám người cũng không thể tìm ra. Còn Lâm Tử Ngọc lại là cô gái xinh đẹp có tiếng. Xinh đẹp không gì sánh bằng, cho dù đi đến đâu cũng có thể dẫn đến tỷ lệ ngoảnh đầu 90%. Đàn ông ao ước, phụ nữ ganh tị, tóm lại chỉ cần là người, chê y cơ bản đều sẽ quay đầu nhìn Lâm Tử Ngọc một cái, cảm thán rằng chê y thế giới này lại có người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Nhưng bây giờ, hai người ngồi cạnh nhau như vậy, toàn bộ ánh mắt của đám ông chủ phía dưới đều tập trung lên người Chu Dương. Tựa như Chu Dương là một vị thần của bọn họ. Lâm Tử Ngọc chỉ có thể xúc động, Chu Dương thật sự là một cái tên hay, hưởng hết ánh sáng của ông trùm thần bí kia. Đáng tiếc vầng sáng này đã tiêu tan rồi, Lâm Tử Ngọc không thể để Chu Dương tiếp tục lợi dụng nó. Thế là cô nói, kính thưa các vị, những người bạn các ngành nghề, rất vui mừng hôm nay có thể cùng mọi người tụ họp ở đây. Lý do chúng ta tụ họp ở đây chủ yếu là thời gian gần đây, các vị ngồi đây đều bày tỏ ý muốn hợp tác với công ty Danh Dương chúng tôi. Trong đó phần lớn công ty còn lấy cả hợp đồng hợp tác ra, tôi cũng đã từng xem rồi, công ty Danh Dương chúng tôi cảm thấy vô cùng hân hạnh, được nhiều người yêu thương mà vừa lo lại vừa mừng. Nhưng tại đây tôi muốn nói một câu, nhiều bạn bè cùng lúc bày tỏ ý muốn hợp tác với công ty Danh Dương của chúng tôi như vậy, lý do bên trong chúng tôi không cần giấu nữa, bởi vì mọi người đều biết, thành phố Đông Hải xuất hiện một ông trùm siêu cấp là Chu Dương. Đó đương nhiên là một nhân vật lớn hô mưa gọi gió. Hơn nữa lại trùng với tên của Chu Tổng của công ty chúng tôi,
tôi tin rằng mọi người ngồi đây sở dĩ lựa chọn hợp tác với công ty danh Dương chúng tôi phần lớn đều là vì cái tên Chu Dương này. Lâm Tử Ngọc công bố toàn bộ sự thật ra bên ngoài, bởi vì chỉ có nói như vậy mới có thể tránh được khó xử và phiền phức. Nhưng hôm nay điều tôi muốn nói, sợ rằng sẽ khiến mọi người thất vọng rồi. Chu Tổng của công ty chúng tôi không phải là Chu Dương trong tưởng tượng của mọi người. Nói đùa một câu, tôi cũng vô cùng hy vọng Chu Tổng của công ty chúng tôi chính là Chu Dương trong lời đồn kia, nếu như vậy đương nhiên công ty danh Dương của chúng tôi có thể mạnh mẽ vươn lên. Nhưng rất tiếc, Chu Tổng của công ty chúng tôi tuy cũng có cái tên Chu Dương, nhưng không có bất kỳ quan hệ nào với Chu Dương trong lời đồn. Tình hình đại khái là vậy, nếu các bạn còn muốn hợp tác với công ty danh Dương của chúng tôi, đương nhiên tôi rất chào đón, hợp đồng chúng ta có thể bàn lại lần nữa. Nếu có ai cảm thấy thất vọng, muốn rút lui thì công ty danh Dương chúng tôi cũng không oán trách, sau này chúng ta có thể tiếp tục kết bạn. Lâm Tử Ngọc nói vô cùng thành khẩn. Bên dưới lập tức xôn xao, mà Chu Dương vẫn giữ biểu cảm không có gì phải vội, anh nằm chê y ghế uể oải, giống như chuyện vừa nãy không liên quan gì đến anh. Chương 1126, tự nguyện. Lời phát biểu của Lâm Tử Ngọc ngay lập tức khiến cả đại sảnh bùng nổ. Đùa à, chuyện gì vậy? Chu Dương này không phải là Chu Dương kia. Ở thành phố Đông Hải có hai Chu Dương. Nếu đúng như vậy, tất cả mọi người có mặt chắc chắn sẽ lập tức rút ngay hợp đồng đã gửi cho công ty danh Dương. Họ đã nhượng bộ rất nhiều trong việc hợp tác với công ty danh Dương. Nó giống như việc cho không tiền để công ty danh Dương bước chân vào ngành của họ vậy. Ở đâu có chuyện ngon ăn như vậy chứ? Tại sao họ lại làm ra chuyện như vậy? Không phải vì nể mặt Chu Dương hay sao? Nhưng giờ mấy người lại nói Chu Dương này thật ra không phải là Chu Dương đó sao? Giỡn kiểu gì vậy? Vậy họ dựa vào cái gì mà phải đưa tiền cho công ty danh Dương? Những người bên dưới bỗng nhiên bàn tán sôi nổi. Cái quỷ gì vậy? Chu Dương của công ty danh Dương không phải là nhân vật lớn trong lời đồn sao? Làm sao lại nảy sinh tin đồn này thế? Tin đồn gì? Để tôi nói cho mà biết, đây thực ra là thử thách do công ty danh Dương đưa cho chúng ta mới đúng. Chu Tổng của công ty danh Dương nhất định là Chu Dương huyền thoại. Mấy người động não nghĩ lại đi, hiện giờ Lý Đại Hải đang làm việc ở đâu? Công ty danh Dương. Khi mọi thứ đã khớp thì mọi chuyện đều được giải quyết. Những người này đều xác nhận thân phận của Chu Dương. Vốn dĩ bọn họ đều biết Chu Dương của công ty danh Dương chính là Chu Dương đang hô mưa gọi gió ở thành phố Đông Hải. Bây giờ Lâm Tử Ngọc nói như vậy, họ thật sự rất bối rối. Nhưng xét về tình hình hiện tại, đây thực sự có thể là một phép thử do công ty danh Dương đưa ra. Đừng tưởng rằng họ đã gửi tiền cho công ty danh Dương thì không cần phải kiểm tra gì cả. Đùa gì chứ, Chu Tổng đó còn đứng chê y cả Tô gia, Tôn gia, thậm chí cả gia tộc ẩn giật Hứa gia thuộc hàng bậc nhất thế giới. Còn những người này bình thường bọn họ còn không đủ tư cách để gặp Chu Dương lấy một lần. Chu Tổng Chu Dương là người mà tiền của ai cũng nhận sao? Đương nhiên không đời nào. Nếu bạn muốn gửi tiền cho tôi, bạn phải trải qua thử thách của tôi trước, sau đó tôi mới có thể quyết định xem có lấy tiền của bạn hay không. Không hổ là Chu Tổng Chu Dương, thật là khí khái ngút trời, thật là táo bạo, thật là phi thường. Những nhận xét của Lâm Tử Ngọc đã tạo nên ấn tượng như vậy trong mắt các doanh nhân này. Xem ra phải sửa lại thái độ của mình, không được cảm thấy mình mang tiền đến đây thì thực sự đã móc nối được quan hệ với Chu Dương rồi. Trước khi tiền được gửi đi, người ta có cần tiền của mình hay không vẫn là một chuyện. Đặc biệt là một số người muốn rời đi ngay sau khi đứng lên, bây giờ họ lại ngồi xuống mừng thầm, nghĩ lại vẫn còn dùng mình. May mà mình đã không bỏ đi, nếu cứ thế quay đầu và rời đi thì hôm nay sẽ không thể gửi tiền được rồi. Sau khoảng 2-3 phút thảo luận, tất cả những người bên dưới đều trở nên yên lặng, một lần nữa sốt sáng nhìn về phía ghế chủ tịch. Sao hả các bạn hữu? Lâm Tử Ngọc cười nói, bây giờ có ai trong số các bạn muốn rời đi không? Nếu bây giờ còn muốn rời đi, công ty danh Dương của chúng tôi nhất định sẽ không có bất kỳ lời oán trách nào, sau này mọi người vẫn sẽ là bạn tốt của nhau. Bên dưới yên tĩnh, không có ai trả lời, cũng không có người nào rời đi. Lâm Tử Ngọc hơi bối rối, có chuyện gì vậy? Không phải tôi đã nói hết với mấy người rồi sao? Chu Dương này không phải Chu Dương như mấy người tưởng tượng. Mấy người còn ở lại để làm gì? Vẫn muốn tiếp tục gửi tiền cho công ty danh Dương sao? Không,
Chu Dương không phải của công ty chúng tôi nữa, mấy người còn gửi tiền vào để làm gì? Vậy thì, mọi người đều bằng lòng nể mặt công ty Danh Dương chúng tôi, không rời đi lúc này, tôi thực sự cảm thấy vô cùng vui mừng. Lâm Tử Ngọc lại nói, chỉ là, điều tôi muốn nói là lý do hôm nay chúng ta tổ chức buổi tiệc này thật ra là để thảo luận về việc hợp tác. Vậy thì có ai trong các bạn vẫn muốn tiếp tục hợp tác với công ty Danh Dương của chúng tôi không? Tất nhiên, chúng ta có thể thảo luận về các điều kiện, và chúng ta nhất định sẽ đảm bảo hợp tác trên y cơ sở công bằng, cùng có lợi, chia sẻ lợi ích và chia sẻ rủi ro một cách bình đẳng. Lâm Tử Ngọc nhìn nhóm người phía dưới với ánh mắt mong đợi. Nhưng sau khi nghe những gì cô nói, không ai cho cô một câu trả lời chính xác, mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán. Làm cái trò gì vậy? Bảo mấy người đi luôn bây giờ thì mấy người không đi, bảo mấy người cùng trao đổi chuyện hợp tác thì mấy người cũng không đưa ra câu trả lời chính xác. Mấy người ngồi ở đây rốt cuộc là muốn làm gì? Lâm Tử Ngọc không thể hiểu nổi. Một lúc sau, cuối cùng cũng có người giơ tay lên, yếu ớt nói, Lâm Tổng, tôi có đôi câu không biết có nên nói hay không? Được rồi, mời anh, Lâm Tử Ngọc rất vui vẻ đồng ý, cuối cùng cũng có người để ý đến cô rồi, cô không cần phải ngượng ngùng nữa. Là như thế này, thực ra công ty chúng tôi rất muốn hợp tác với công ty Danh Dương. Nhưng e rằng chúng tôi không thể đồng ý với các điều kiện mà cô vừa đưa ra. Hả, Lâm Tử Ngọc hơi sững sờ, thầm nguyền rủa tên này không ra cái gì. Cách thức hợp tác công bằng, điều kiện hợp tác lợi ích chia đều, rủi ro cùng nhau gánh đều không đồng ý, anh muốn làm trò gì đây? Chân trước vừa mới muốn gửi tiền cho công ty Danh Dương. Chân sau ngoảnh mặt đã bắt đầu muốn ước hát yêu ta công ty Danh Dương rồi sao? Nhưng cũng may là Lâm Tử Ngọc không nói thẳng ra những lời than phiền này, mà chỉ yên lặng chờ tên này nói tiếp. Lâm Tổng, là như thế này, lúc trước không phải là công ty chúng tôi và công ty Danh Dương có làm một bản hợp đồng hay sao? Công ty chúng tôi vẫn hy vọng hợp tác theo hợp đồng đó, thay vì soạn lại cái gì mà cách thức hợp tác công bằng nào đó. Người đứng lên thành thật nói. Lâm Tử Ngọc nghi ngờ rằng mình đã nghe nhầm. Ý gì đây, theo như hợp đồng trước đây, vậy không phải là vẫn muốn gửi tiền cho công ty Danh Dương sao? Tại sao, không phải tôi đã nói hết cho anh nghe rồi sao, Chu Dương ở trước mặt không phải là ông trùm. Tại sao anh vẫn còn muốn đưa tiền cho Danh Dương? Lâm Tử Ngọc không biết phản ứng ra sao. Lúc này, những người khác cũng lên tiếng. Công ty vận tải Đông Hải của chúng tôi cũng đồng ý tiến hành hợp tác theo như hợp đồng trước đó. Công ty trà đạo Đông Hải cũng muốn hợp tác theo hợp đồng lúc trước. Tính thêm công ty xây dựng Đông Hải nữa nhé. Công ty trang sức Đông Hải sẵn sàng sửa đổi hợp đồng, nhưng các điều khoản trước đây vẫn không thay đổi. Công ty trang sức của chúng tôi sẽ đầu tư thêm 30 triệu tệ nữa. Các ông chủ lớn lần lượt lên tiếng, hơn nữa điều kiện nhất quán đến kinh ngạc. Đó là phúc lợi mang lại cho công ty Danh Dương tuyệt đối không bớt một xu. Thậm chí có nhiều công ty tiếp tục đầu tư nhiều hơn, tức là họ muốn đưa nhiều tiền hơn cho công ty Danh Dương. Lúc này, Lâm Tử Ngọc hoàn toàn ngây người. Làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy chứ? Những người này rốt cuộc đang làm trò gì vậy? Công ty Danh Dương có ma lực gì mà khiến những người này đổ xô đến đưa tiền? Chẳng lẽ là vì Chu Dương? Nghĩ đến đây. Lâm Tử Ngọc đưa mắt nhìn về phía Chu Dương. Chương 1127, người nhà đến. Lẽ nào là vì Chu Dương? Lâm Tử Ngọc nghĩ thầm. Theo như tình hình hiện tại, chỉ có một khả năng Chu Dương trước mặt cô chính là ông trùm Chu Dương như lời đồn. Nhưng điều này có thể không? Nếu Chu Dương thực sự lợi hại như vậy, có cần thiết phải ở trong một công ty Danh Dương nhỏ như vậy không? Lâm Tử Ngọc cảm thấy khó hiểu. Nhưng toàn bộ phản ứng của những người giàu có bên dưới đều xác minh quan điểm này. Lâm Tổng, nếu nói là dựa trên y cơ sở bình đẳng tuyệt đối, để hai bên chúng ta cùng chia sẻ lợi ích thì có lẽ chúng ta không cần thiết phải hợp tác nữa rồi. Phải đó, đâu ra kiểu hợp tác như vậy chứ, chuyện kiếm tiền phải là bên cô làm, rủi ro để chúng tôi chịu mới phải. Những người giàu có kia lũ lượt gào thét, đến mức Lâm Tử Ngọc cảm thấy đầu óc ong cả lên. Như thế này mới không giống như đang đàm phán kinh doanh, ok. Đâu ra kiểu bàn chuyện làm ăn như mấy người. Nhưng cuối cùng, cô cũng đã ký vài hợp đồng. Không có cách nào, tiền mang đến tận cửa mà không lấy thì hơi phí. Còn về việc tại sao những người này lại mang tiền đến, đó không phải là điều mà Lâm Tử Ngọc cần lo lắng.
Dù sao những gì cần nói cô đã nói hết rồi mà những người này vẫn tranh nhau chi tiền, cô còn có thể làm gì được. Cuối cùng, trong niềm vui xứ IG, ôm cả đống hợp đồng không công bằng, Chu Dương và Lâm Tử Ngọc quay trở về công ty Danh Dương. Đồng thời, hôm nay đây cũng là một khởi đầu mới của công ty Danh Dương. Bởi vì Danh Dương bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ tham gia vào nhiều ngành nghề khác nhau. Có vô số công ty hàng đầu trợ giúp, công ty Danh Dương không còn là công ty mỹ phẩm độc nhất vô nhị, tiềm năng nhưng lại thân cô thế cô như trước đây nữa. Nó sẽ được biến đổi thành một gã khổng lồ, trải dài chê y nhiều ngành nghề, phủ khắp các lĩnh vực và với sự hỗ trợ của vô số người, trở thành một gã khổng lồ siêu cấp. Có quy mô của một doanh nghiệp, lại có thể xử lý tất cả các gia tộc là điều chưa từng xảy ra trước đây ở thành phố Đông Hải. Còn Lâm Tử Ngọc cũng đang rất hot, tại sao ư? Bởi vì cô là chủ tịch của công ty Danh Dương. Điều mà Chu Dương không ngờ nhất là sau khi Lâm Tử Ngọc nổi tiếng, chính Lâm gia tìm đến công ty Danh Dương đầu tiên. Chu Dương lúc này mới biết Lâm Tử Ngọc là một người bình thường đã bị Hoàng đế Tiên Sư loại bỏ hết ký ức, dùng để thay thế Thẩm Bích Quân. Nhưng phải nói là Hoàng đế Tiên Sư khá có trách nhiệm, Lâm Tử Ngọc mà hắn tìm được, chưa nói đến ngoại hình, cả tính cách và giọng nói đều giống hệt Thẩm Bích Quân, thậm chí đến cả gia cảnh cũng giống y hệt. Mẹ của Lâm Tử Ngọc cũng qua đời từ khi còn trẻ, bố của Lâm Tử Ngọc Lâm Chí Cương đã tìm cho cô một bà mẹ kế. Khi Lâm Tử Ngọc được 3 tuổi, Lâm Chí Cương và mẹ kế sinh cho cô một người em trai tên là Lâm Tiểu Vĩ. Những câu chuyện khác về cơ bản giống hệt như của Thẩm Bích Quân. Trong ký ức của Lâm gia, Lâm Tử Ngọc là một người phụ nữ rất độc lập, cô đứng ra thành lập công ty Danh Dương. Sau đó, khi công ty Danh Dương mới thành công được một chút, em trai Lâm Tiểu Vĩ cùng cha khác mẹ của cô đã có ý đồ với công ty Danh Dương. Nhưng bị Chu Dương chặn lại, cuối cùng Lâm Tử Ngọc đoạn tuyệt quan hệ với Lâm gia, cô tự mình điều hành công ty Danh Dương. Thực ra bố của Lâm Tử Ngọc Lâm Chí Cương cũng đang điều hành một công ty nhỏ, là một công ty trang sức, nhưng chỉ e là còn không bằng 1% của công ty Danh Dương hiện giờ. Vì vậy, trước đây Lâm gia không để tâm gì đến công ty Danh Dương, Lâm Tử Ngọc muốn ra ngoài tự lập, họ cũng để cô ra ngoài tự lập. Nhưng bây giờ họ không thể ngồi yên được nữa. Bởi vì giá trị thị trường của công ty Danh Dương lại tăng gấp đôi. Nhìn chê y sổ sách, Lâm Tử Ngọc hiện giờ đã là người giàu nhất ở Đông Hải. Cái gọi là giàu nhất này khác với người giàu nhất Đông Hải như Lý Đại Hải. Lâm Tử Ngọc là người giàu nhất 100%, bởi vì cô chiếm hơn 60% cổ phần của công ty Danh Dương, và quy mô của công ty Danh Dương đã đạt đến mức độ tương đối kinh khủng. Đứng đầu trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề. Trước tình hình như vậy, Lâm gia không thể ngồi yên được nữa. Nói sao thì Lâm Tử Ngọc cũng là con gái ruột của Lâm Chí Cương. Họ chỉ cần kiếm chắc được một chút xíu trong công ty này, đã nhiều hơn tổng tài sản công ty của Lâm Chí Cương. Cần biết rằng, công ty của Lâm Chí Cương phải vất vả lăn lộn cả đời mới có được quy mô như hiện tại. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ cần chơi ác một chút, dù chỉ lừa được 1% cổ phần từ chỗ Lâm Tử Ngọc, của cải họ có được cũng sẽ có nhiều hơn cả công sức cả đời của ông ta, làm sao họ không động lòng cho được. Cứ như vậy, Lâm Chí Cương đã đưa Lâm Tiểu Vĩ đến công ty Danh Dương, tất nhiên, mẹ kế của Lâm Tử Ngọc cũng đi cùng. Nhìn xem, con mụ Lâm Tử Ngọc này thật đúng là ăn may. Nhìn cái độ xa hoa của công ty Danh Dương này đi, mẹ nói xem làm sao một con mụ như chị ta lại xứng với một công ty sang trọng như vậy, vừa mới đến công ty Danh Dương, Lâm Tiểu Vĩ không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm. Lâm Tiểu Vĩ cậy thế của mẹ mình, từ nhỏ đã bắt nạt Lâm Tử Ngọc. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Lâm Tử Ngọc cách hắn mấy giải thiên hà, đương nhiên hắn cảm thấy bứt rứt. Bà mẹ kế ở bên không nói gì, bởi vì trong lòng bà ta chắc cũng đang nghĩ như vậy. Lâm Tử Ngọc sao có thể có số phận như vậy? Dựa vào cái gì chứ? Con trai của mình mới là tốt nhất, ok. Tại sao con trai mình lại không có thành tích như vậy? Bà mẹ kế cũng phẫn nộ nên không có ý kiến gì trước lời oán trách của con trai. Lâm Chí Cương cảm thấy hơi khó chịu, dù sao Lâm Tử Ngọc cũng là con gái ruột của ông ta. Lần này chúng ta tới đây để cầu xin Tử Ngọc, hai người liệu mà giữ mồm giữ miệng cho tôi, Lâm Chí Cương giả vờ nghiêm nghị nói. Ông nói gì hả Lâm Chí Cương? Tại sao chúng ta lại cầu xin nó? Ông là bố của con bé. Nó không nên tròn hiếu đạo với ông sao? Hơn nữa, con bé là do tôi nuôi nấng nên người, cho dù không phải mẹ ruột của nó,
nhưng tôi cũng đã nuôi nấng nó, cũng không bỏ đói nó phải không? Giờ nó nở mày nở mặt rồi, lẽ nào không nên hiếu thuận với chúng ta sao? Bà mẹ kế cong miệng nói, có thế nào thì con bé cũng nên gọi tôi một tiếng, mẹ, làm sao mà ngay cả tư cách nói nó vài câu cũng không được nữa vậy? Phải nói cái miệng của người phụ nữ trung niên này thật là ác độc, bà ta nói xong mấy câu, Lâm Chí Cương chợt cứng họng, chỉ có thể âm thầm thở dài. Ba người họ đến công ty Danh Dương và thông báo cho quầy Lễ Tân. Khi Lễ Tân nghe nói rằng đây là bố mẹ của Chủ tịch Lâm Tử Ngọc thì không nói gì liền mời họ lên ngay, sau đó gọi điện cho Lâm Tử Ngọc. Lâm Tử Ngọc, người nhận được cuộc gọi có tâm trạng phức tạp. Người nhà à, công ty của mình vừa mới đạt được thành công thì họ liền tìm đến tận cửa. Lúc trước họ đã làm gì chứ? Chương 1128, giới hạn của sự vô liêm sỉ. Lâm Tử Ngọc không phải kẻ ngốc, mà hoàn toàn ngược lại, cô có thể lên tới vị trí này, chứng minh cô là một người rất thông minh. Mặc dù sự thật cô không chinh phục vị trí đó từng bước một, bởi người ấy là Thẩm Bích Quân, còn cô chỉ là đột nhiên bị người khác đặt vào vị trí này thay thế Thẩm Bích Quân mà thôi. Nhưng có thể ngồi vững vàng ở đây, cũng chứng minh được rằng cô là một người có thực lực. Cho nên, cô đương nhiên có thể đoán ra được, bố và mẹ kế của mình đến đây để làm gì. Trước kia vì muốn chiếm đoạt công ty của mình cho Lâm Tiểu Vĩ, đôi bên cãi nhau kịch liệt, kể từ lần đó, một khoảng thời gian rất dài đôi bên cũng không liên lạc với nhau. Thế này mà gọi là người nhà ư, bọn họ đã từng coi mình là người nhà sao? Nếu như có, vì sao thời gian dài như vậy, ngay cả một cuộc điện thoại bọn họ cũng không gọi cho mình? Mình là con gái, một thân một mình ở bên ngoài bươn trải, bọn họ không lo lắng gì cho mình chút xíu nào sao? Lúc mình chưa thành công, chưa có danh tiếng, cái gia đình này, không hề có bất cứ liên hệ gì. Bây giờ công ty của mình nổi tiếng, trở thành tập đoàn đứng đầu thành phố Đông Hải, bọn họ lại ngay lập tức tìm tới cửa. Thật sự là vô liêm sỉ đến nực cười. Nếu là người còn chút liêm sỉ sẽ không trơ trẽn đến mức này. Mặc dù Lâm Tử Ngọc thầm nghĩ như vậy, nhưng vẫn để bọn họ vào. Dù sao, Lâm Tử Ngọc cũng không muốn làm quá chuyện này lên ở trong công ty. Trong văn phòng chủ tịch, Lâm Tử Ngọc ngồi trên y ghế chủ tịch, ba người Lâm gia ngồi trên y ghế sofa đối diện cô. Thật ra ngoại trừ Lâm Tiểu Vĩ, thái độ của Lâm Chí Cương và mẹ kế vẫn khá thận trọng. Lâm Chí Cương là ngại thật, bởi vì ít nhiều ông ta cũng biết, mình đã để đứa con gái này chịu nhiều thiệt thòi. Về phần mẹ kế, bà ta chẳng hề có cái thứ gọi là lương tâm, bà ta chính là một mụ đàn bà độc ác, rất giỏi ngụy trang. Mặc dù thầm chửi rủa Lâm Tử Ngọc không ra gì, mắng nhiếc độc ác đủ kiểu, nhưng bề ngoài, chỉ cần vừa gặp nhau, bà ta lập tức đổi một gương mặt thận trọng hiền dịu. Lâm Tử Ngọc cũng không thèm giả vờ, cô ngồi trên y ghế chủ tịch nhàn nhã uống cà phê, nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, bơ luôn ba người Lâm ra. Chẳng mấy chốc, Lâm Tiểu Vĩ là người đầu tiên không kiềm chế được, hắn không biết thận trọng là gì, cũng không biết giả vờ giả vịt. Lâm Tử Ngọc, chỉ có ý gì? Tôi tới chị không chào hỏi thì thôi đi, bây giờ bố và mẹ tôi đến chị cũng không chào hỏi là sao? Chị nghĩ bây giờ chị ngon rồi, chị giỏi rồi nên định không nhận cái nhà này nữa sao? Lâm Tiểu Vĩ hung hăng nói. Mấy câu nói ác độc kiểu này hắn nói rất thuận miệng, tất cả là mưa dầm thấm lâu, học được từ mẹ của hắn. Đáng lẽ ra người bình thường nghe được những lời đổi trắng thay đen như thế này, chắc chắn sẽ rất tức giận, nhưng Lâm Tử Ngọc lại không. Rất đơn giản, vì cô đã quen rồi. Chính xác, không sai, đúng là tôi không có ý định nhận cái nhà này đấy. Lâm Tử Ngọc bình tĩnh nói, cũng không thể chỉ trách tôi được, các người có ý định nhận cô con gái là tôi không? Tôi một thân một mình ở bên ngoài bươn trải lâu như vậy, các người đã từng quan tâm tôi một chút nào chưa? Các người có từng gọi điện thoại hỏi thăm tôi lần nào chưa? Các người không hề làm vậy, cho nên, các người đã không muốn nhận đứa con gái này. Thì tôi cũng không cần phải nhận cái nhà này của các người, có vấn đề gì đâu. Câu nói này của Lâm Tử Ngọc khiến Lâm Tiểu Vĩ cứng họng không nói được gì. Biết làm sao được, dù sao hắn vẫn còn quá trẻ, mặc dù học được chút chiêu đổi trắng thay đen từ mẹ mình, nhưng vẫn không đủ thuần thục. Chỉ cần Lâm Tử Ngọc không mắc bẫy của hắn, bình tĩnh tỉnh táo đáp trả lại bằng sự thật khách quan thì hắn sẽ không làm gì được. Mặc dù hắn vô liêm sỉ, nhưng trình độ vô liêm sỉ vẫn chưa đủ. Nhưng mẹ của hắn lại khác. Trình độ vô liêm sỉ của bà ta lại thuộc hàng lão luyện. Tử Ngọc à,
con nói vậy là không đúng rồi, con nói chúng ta không quan tâm con, nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta đã tới thăm con rồi sao? Con nói chúng ta không gọi điện thoại cho con, nhưng kể từ lần cãi nhau đó, con cũng không hề gọi một cuộc điện thoại nào cho chúng ta cơ mà. Dù sao chúng ta cũng là người làm bố làm mẹ, tranh luận mâu thuẫn với con cái xong, ai mà chẳng mong chờ con cái làm lành trước, người làm bố làm mẹ nào chê y đời này mà chẳng thế. Con không biết đấy thôi, kể từ lần trước chúng ta tranh cãi, ngày nào mẹ và bố con cũng ở nhà chờ điện thoại của con, ngày nào cũng lo lắng không biết con ở bên ngoài như thế nào. Đến hôm nay thực sự nhẫn nhịn không được nữa cho nên mới tới công ty thăm con lại hiểu lầm chúng ta rồi đó thấy chưa? Cái này mới chính là trình độ lão luyện. Lâm Tử Ngọc nghe xong những gì bà ta nói thì cũng hơi chững lại một lúc. Quá giỏi! Đây mới gọi là đổi trắng thay đen ở mức độ cao thủ. Những gì mà Lâm Tiểu Vĩ nói vừa nãy, chỉ có thể gọi là trình độ vô liêm sỉ ở lớp vỡ lòng. Lâm Tử Ngọc đối phó với Lâm Tiểu Vĩ dễ như trở bàn tay, bởi vì Lâm Tiểu Vĩ vẫn còn non và xanh lắm. Nhưng đối với người mẹ kế này của mình, Lâm Tử Ngọc lại hơi bất đắc dĩ. Thử nghĩ lại những gì bà ta nói mà xem, căn bản không có chỗ nào không đúng. Phải nói lý lẽ với bà ta thế nào, dù sao thì bọn họ cũng đúng là bố mẹ của Lâm Tử Ngọc. Chưa nói đến việc trước đó bọn họ đã làm những gì, nhưng chỉ phân tích những câu bà ta vừa nói kia, người ngoài có nghe xong cũng cảm thấy bọn họ chẳng làm sai gì cả. Người lớn đã chủ động làm lành rồi, chẳng lẽ phận làm con cái còn không chịu tha thứ hay sao? Ngay lập tức Lâm Tử Ngọc nổi giận, lúc đối mặt với mẹ kế, Lâm Tử Ngọc đã rơi vào bẫy. Cút ra ngoài cho tôi, đừng để tôi phải nghe mấy câu nói ghê tởm này nữa, lúc các người nói ra những lời này không tự cảm thấy buồn nôn sao? Lâm Tử Ngọc tức giận nói. Mà sau khi nghe những lời này, đương nhiên bà ta sẽ không ngoan ngoãn cút ra ngoài, bà ta tỏ vẻ vô cùng tủi thân nhìn sang Lâm Chí Cương, ông à, ông xem đi. Chúng ta đã xuống nước thế rồi mà con bé vẫn không chịu tha thứ cho chúng ta, làm sao bây giờ đây? Cao tay, thật sự quá cao tay. Lâm Chí Cương nghe xong, còn có thể làm sao? Bản thân là chủ của một gia đình, đương nhiên ông ta phải đứng ra chủ trì công đạo. Tử Ngọc, con đừng quá đáng, sao lại nói chuyện với mẹ như thế? Lâm Chí Cương sụ mặt nói, mẹ con đang nói chuyện bình thường, sao con lại dám bảo chúng ta cút ra ngoài? Dù nói thế nào đi nữa thì chúng ta cũng là bố mẹ của con. Bố mẹ, tôi không có loại bố mẹ như các người, Lâm Tử Ngọc giận sôi máu, từ nhỏ đến lớn, lần nào cũng thế. Hầu như đều giống nhau như đúc, rõ ràng cô là người phải chịu ấm ức, nhưng bà mẹ kế luôn có thể thay đổi trắng đen mọi chuyện. Mà đến cuối cùng, chỗ dựa duy nhất của cô bố ruột Lâm Chí Cương, cũng đứng về phía mẹ kế. Bây giờ mặc dù Lâm Tử Ngọc đã mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được lúc còn nhỏ, phải sống trong một gia đình như thế này, bị tất cả mọi người xa lánh, cô sẽ cảm thấy bất lực đến chừng nào. Đừng nói mấy lời vô dụng ấy với tôi nữa, tôi không hề có ý định nhận các người. Các người nói tôi bất hiếu cũng được, thích nói tôi như thế nào thì cứ việc nói, bây giờ thì cút ra ngoài cho tôi. Chương 1129, cắt đứt quan hệ. Lâm Tử Ngọc cảm thấy thật may mắn vì bây giờ mình đã trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc trước, cô ôm hy vọng này nên mới một mình lập nghiệp, sáng lập công ty danh dương. Bây giờ bất kể cái gia đình này muốn chèn ép cô thế nào, cô cũng không hề sợ hãi, bởi vì sản nghiệp to lớn ở trong tay chính là vốn liếng để cô tự tin. Trước kia các người ở trước mặt tôi giả vờ giả vịt bày đủ cho tôi cũng không thể làm gì, chỉ có thể cắn răng chịu đựng tất cả. Nhưng bây giờ tôi không cần phải thế nữa, các người đã không làm gì được tôi, các người cũng không thể ép buộc tôi làm cái gì. Lâm Tử Ngọc lạnh lùng nói, cút ra ngoài đi, từ hôm nay trở đi, giữa chúng ta không có bất kỳ quan hệ nào, được không? Dù sao tôi có được thành tựu ngày hôm nay, các người cũng không giúp tôi bất kỳ điều gì, đúng chứ? Lúc Lâm Tử Ngọc nói những lời này cô cảm thấy rất thoải mái. Đến nằm mơ cô cũng muốn nói những lời này với hai người bọn họ, cô đã tưởng tượng vô số lần, lúc mình nói ra những lời này, bọn họ sẽ có biểu cảm như thế nào? Nhưng cô vẫn còn quá trẻ người non dạ. Chuyện thống khổ nhất chê y thế giới này chính là áp lực tới từ người thân. Từ mặt nhau. Chuyện này là không thể, cả đời này cũng không thể. Cô muốn từ, bố mẹ cô sẽ đồng ý sao? Tử Ngọc, con nói những lời này làm bố mẹ đau lòng chết mất,
Bà mẹ kế nói, mẹ biết trong lòng con thấy khó chịu, có lẽ con cảm thấy mẹ thiên vị em trai con. Nhưng có sao nói vậy, có phải mẹ đã nuôi dưỡng con trưởng thành hay không? Có phải con ăn cơm mẹ nấu lớn lên không? Con nói đi, chúng ta sống với nhau bao lâu như vậy, sao có thể không có chút tình cảm nào được chứ? Cho dù con không nhận người mẹ kế là mẹ, cho dù con không cảm tạ ân tình mẹ nuôi dưỡng con bao năm nay, nhưng dù sao con cũng phải nhận bố của con chứ. Ông ấy là bố ruột của con mà, ông ấy cũng không thiên vị đúng không? Bố con đối xử với con tốt như vậy, chẳng lẽ con nói không nhận là không nhận thật sao? Bà mẹ kế nói chuyện rất đường hoàng, nói dối không chớp mắt là có thật. Lâm Chí Cương cũng nói, vớ vẩn, Tử Ngọc, mấy chuyện từ mặt bố mẹ này mà con cũng mở miệng ra nói được sao? Mẹ con nói rất đúng, dù bà ấy là mẹ kế, nhưng đúng là bà ấy đã nuôi dưỡng con trưởng thành, sao con lại không nhận mẹ cơ chứ? Mặt dày mày dạn, bám dai như đỉa là nói đến tình hình lúc này. Lâm Tử Ngọc tức giận đến mức sắp nổ tung luôn rồi. Nhưng cũng may cô vẫn chịu đựng được, dù sao cố gắng lâu như vậy, cũng vì ngày hôm nay. Cô đã có đủ tự tin, cho nên sẽ không bị đánh bại dễ dàng như vậy. Tôi đã nói rồi, các người có thể nói tôi bất hiếu, thích nói tôi thế nào cũng được, các người cứ coi như tôi là một đứa không biết lý lẽ, tôi xin các người nhanh cút đi có được không, Lâm Tử Ngọc cố nén giận nói. Hai, xem ra con bé đã quyết tâm muốn từ chúng ta, ông à, chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ thế đi sao? Nhưng nếu cứ đi như thế, trong lòng người làm bố mẹ như chúng ta cũng không thể thoải mái được. Tử Ngọc à, con xem thế này có được không, chúng ta cũng đừng tranh luận ai sai ai đúng nữa, coi như mẹ xin lỗi con đi, cứ coi như tất cả những chuyện trước đây đều là lỗi của mẹ, con đừng so đo chuyện này với chúng ta nữa có được không? Lần này bố mẹ thật sự là đến công ty thăm con, chúng ta bỏ qua hết mọi chuyện, khôi phục quan hệ trước kia có được không? Màn biểu diễn này thật tuyệt. Cái gì mà đừng tranh luận ai đúng ai sai? Cái gì mà cứ coi như những chuyện trước kia đều là lỗi của mẹ. Thái độ này của bà ta, mặt ngoài thì có vẻ như đang nhận sai lầm về phía mình, nhưng chê y thực tế, là đang đẩy hết trách nhiệm lên đầu của Lâm Tử Ngọc. Lâm Tử Ngọc thật sự càng ngày càng chán ghét bà mẹ kế này, nhưng cô lại không có cách nào cả. Bởi vì bố ruột của cô, lúc nào cũng trúng chiêu này. Tử Ngọc, con đã nghe thấy chưa? Mẹ con đều đã nói như vậy rồi. Chẳng lẽ con còn muốn làm loạn nữa sao? Nhanh xin lỗi mẹ đi, những chuyện trước đây coi như bỏ qua, nghe thấy không, Lâm Chí Cương quát lớn. Lâm Chí Cương, ông là cái gì mà ông bảo xin lỗi là tôi phải xin lỗi, cuối cùng Lâm Tử Ngọc cũng nổi giận, không còn kìm nén được cơn giận của mình nữa, lúc nào ông cũng chỉ biết đứng về phía bà ta, ông đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Tôi nói cho ông biết, muốn tôi xin lỗi, đừng hòng. Sau hôm nay giữa chúng ta sẽ không còn bất cứ quan hệ gì, để xem ông có thể làm gì được tôi. Thái độ của Lâm Tử Ngọc cũng rất kiên quyết. Chê y thực tế cô cũng rất quyết tâm. Mặc cho các người nói cái gì, tôi vẫn cứ giữ vững thái độ, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đọc nhanh tại tamlins247.net. Muốn làm lành ư, đừng hòng. Được, mày muốn từ mặt nhau chứ gì. Lâm Chí Cương cũng bị chọc giận. Dù sao cũng là một người đàn ông, làm chủ của một gia đình nên ông ta cũng rất sĩ diện, con gái chống đối không nghe lời, khiến ông ta cảm thấy rất mất mặt, được, từ mặt thì từ mặt, tao cũng không phải là không thể đồng ý. Nhưng tao đã nuôi mày lớn đến thế này, mày cũng không thể vô ơn không báo đáp tao được. Cho dù tao có không phải với mày, nhưng tao cũng không để mày bị chết đói, còn cho mày học hành tử tế, mày cũng phải bồi thường khoản tiền phí này và tổn thất tinh thần cho tao chứ. Lâm Chí Cương kiên định nói, ông ta đang cố gắng vùng vẫy, dùng chiêu này, coi như thật sự từ mặt Lâm Tử Ngọc. Cho dù có phải từ mặt, thì ông ta nghĩ làm như thế vẫn sẽ kiếm lại được chút sĩ diện. Nhưng cũng chỉ có chút sĩ diện hão ấy thôi, nếu như thật sự từ mặt nhau, thì quan hệ giữa ông ta và Lâm Tử Ngọc sẽ không thể nào làm lành được nữa, bởi vì đôi bên đã thanh toán sòng phẳng với nhau rồi. Lâm Tử Ngọc ngơ ngác nhìn bố của mình. Không ngờ ông ta sẽ chủ động nhắc đến chuyện này. Quy đổi ân tình nuôi dưỡng cô thành tiền. Sau một lúc sửng sốt, Lâm Tử Ngọc lại bật cười, chỉ có điều nụ cười này hơi bi thảm, còn mang theo nước mắt. Được, quy đổi thành tiền chứ gì. Vậy cũng coi như nhanh gọn, chúng ta từ đây về sau coi như thanh toán sòng phẳng. Cái này cũng đúng lúc là kết quả mà cô mong muốn nhất.
Lâm Tử Ngọc vừa cười vừa khóc nói, được thôi, nào, ông tính toán đi, nuôi tôi đến từng này, đại khái bỏ ra bao nhiêu tiền? 1 triệu, 2 triệu, mà thôi ông cũng không cần tính làm gì cho mệt, tôi sẽ cộng thêm cho ông phí tổn thất tinh thần gì đó mà ông vừa mới nói, cho ông 100 triệu, đủ chưa? 100 triệu, theo lý mà nói đã là nhiều lắm rồi, dù sao nuôi lớn Lâm Tử Ngọc, tổng cộng Lâm Chí Cương cũng không chi tiêu đến 1 triệu, đây chính là đền bù gấp 100 lần. Cho dù có cộng thêm mấy cái phí tổn chê y trời dưới đất gì nữa cũng còn dư rất nhiều. Nhưng Lâm Chí Cương đã trở nên điên cuồng, đương nhiên ông ta sẽ không dễ dàng chấp nhận điều kiện của Lâm Tử Ngọc như vậy, không được, tao muốn 10% cổ phần của công ty mày. Chương 1130, Tập đoàn Chu Thị. 10% cổ phần. Ông điên à Lâm Chí Cương, Lâm Tử Ngọc đứng dậy đập bàn. Hiện tại định giá của công ty Danh Dương có lẽ rơi vào khoảng 500 tỷ, thì 10% của 500 tỷ là tròn 50 tỷ. Lâm Chí Cương yêu cầu số tiền phí thanh toán cho việc nuôi dưỡng cô lại cao tới 50 tỷ. Chuyện này tuyệt đối không được, Lâm Tử Ngọc nói chắc như đinh đóng cột. Tôi có thể cho ông nhiều nhất là 100 triệu, muốn 10% cổ phần ư. Đừng hòng. Không được, Lâm Chí Cương cười khẩy. Ông ta cũng khá nóng giận. Ngoan ngoãn chuyển 10% cổ phần cho tao, nếu không chuyện này chưa xong đâu. Cùng lắm là tao đi tìm các công ty truyền thông, tố cáo mày, vạch trần hành vi bất hiếu này của mày, tới lúc đó giá cổ phiếu công ty Danh Dương của mày sẽ sụt giảm không ít đâu. Đúng là công ty Danh Dương đã niêm yết, vì vậy giá cổ phiếu có ảnh hưởng rất lớn đến công ty. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, hiện tại công ty Danh Dương là doanh nghiệp hàng đầu của Đông Hải, nếu Lâm Tử Ngọc thật sự làm như vậy, rất có thể sẽ gây khủng hoảng cho nền kinh tế của cả thành phố Đông Hải, đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người khuynh ra bại sản. Lâm Tử Ngọc mệt mỏi nằm sấp chê y bàn, được, ông muốn 10% cổ phần đúng không? Vậy tôi cho ông 10% cổ phần. Ông hài lòng chưa? Từ hôm nay trở đi, chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa, được chứ? Mày đúng là tuyệt tình nhưng tao đổi ý rồi, tao muốn 20% cổ phần, mày có đưa hay không? Nếu không đưa thì hẹn gặp ở tòa án. 20%, trị giá 100 tỷ. Lần này, Lâm Tử Ngọc thật sự rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Tử Ngọc và ba người Lâm gia đồng thời nhìn ra phía cửa, một thanh niên ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, nho nhã lịch sự đứng ngoài cửa kính mỉm cười với họ. Chu Dương. Không rõ vì sao, khi nhìn thấy Chu Dương, Lâm Tử Ngọc bỗng thấy an tâm hơn. Chu Dương đến đã giúp Lâm Tử Ngọc lấy lại ưu thế, dằn mặt bà mẹ kế và giúp Lâm Chí Cương nhận ra sai lầm của mình. Ông ta nhận ra bao năm qua đã bị bà mẹ kế dắt mũi, luôn tạo áp lực cho Lâm Tử Ngọc để cô sống trong cảnh thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ. Sau khi nghe Chu Dương giải thích và thuyết phục, ông ta đã đồng ý sáp nhập công ty của mình vào công ty Danh Dương. Mặc dù rất không hài lòng vì chuyện này nhưng bà mẹ kế chỉ có thể im lặng vì sợ bị đuổi ra khỏi nhà. Tiễn bà mẹ kế và Lâm Chí Cương đi xong, Lâm Tử Ngọc rất vui, quay ra phía Chu Dương vẫy tay, hay lắm Chu Dương. Lại đây ngồi đi, để chủ tịch khen thưởng anh cẩn thận. Nhìn động tác thuần thục của Lâm Tử Ngọc, Chu Dương lập tức như người mất hồn. Giống quá, giống Thẩm Bích Quân như đúc. Chu Dương lắc đầu cười, sau đó ngồi ở ghế đối diện Lâm Tử Ngọc, chỉnh trang lại âu phục rồi nói, Thẩm Tổng, đều là việc tôi nên làm, giúp đỡ cô là vinh hạnh của tôi. Nụ cười chê y gương mặt Lâm Tử Ngọc cứng đờ lại, cô cau một bên chân mày, nhìn Chu Dương rất khó chịu, anh có chuyện gì vậy? Bệnh à, sao lại mở miệng gọi ngay Thẩm Tổng? Nếu anh bị bệnh thật, thì mau đi khám, đừng ở đây giả ngây giả dại với tôi. Chu Dương cúi đầu cười gượng và nói, được rồi, Lâm Tổng, vừa nãy do tôi lỡ miệng gọi nhầm, cô không cần so đo với tôi làm gì. Nhưng cô đã từng nghĩ đến việc, nếu những chuyện tôi nói đến thành sự thật thì sẽ làm thế nào chưa? Không sai, đây mới là mục đích Chu Dương vội vàng đến đây. Thật ra Chu Dương chỉ tiện tay giúp Lâm Tử Ngọc giải quyết những rắc rối do bà mẹ kế gây ra. Sớm muộn có một ngày anh sẽ cứu Thẩm Bích Quân ra, đến lúc đó, sau khi Thẩm Bích Quân trở về công ty Danh Dương, thì Lâm Tử Ngọc nên làm thế nào? Lâm Tổng, cô cũng không cần cai ta siết động, tôi chỉ nói ví dụ thôi. Ví dụ có một chuyện như vậy, một ngày nào đó tôi đưa về một người phụ nữ, người đó giống hệt cô, thậm chí tính cách và cách nói chuyện cũng giống cô. Tôi nói tôi không bị điên,
tôi nói người phụ nữ tôi đưa về tên là Thẩm Bích Quân, cô ấy mới là chủ tịch ban đầu của công ty Danh Dương, còn cô chỉ là vật thế thân của cô ấy mà thôi, lúc đó cô sẽ làm gì? Cuối cùng, cô đã hiểu ra, phản ứng đầu tiên là xua tay, nói với bộ dạng không hề quan tâm, không thể, anh tìm đâu ra người phụ nữ đẹp như bổn chủ tịch, còn cái gì mà tính cách và cách nói chuyện đều giống với tôi. Chê y đời còn có thể tìm ra người phụ nữ thứ hai xuất sắc như bổn chủ tịch sao? Chu Dương nhìn thẳng vào cô, ép cô không lãng tránh vấn đề, Lâm Tổng, tôi không đùa. Lúc này, Lâm Tử Ngọc mới nhận thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Chu Dương, anh nói với tôi xảy ra chuyện gì? Anh biết chuyện gì phải không? Lâm Tử Ngọc hỏi. Chu Dương lắc đầu, cô không nên quan tâm những thứ này, bây giờ cô cứ tiếp tục coi tôi là một kẻ điên đi. Nhưng cô nhìn thẳng vào vấn đề này một chút. Nếu tôi thật sự đưa về một người phụ nữ tên là Thẩm Bích Quân, cô đồng ý nhường vị trí cho cô ấy không? Đồng ý cho cô ấy trở thành chủ tịch của công ty Danh Dương không? Lâm Tử Ngọc sững sờ, một lúc sau, cô mới chật vật nói ra hai chữ, không thể. Chu Dương, anh nghe rõ cho tôi không biết rốt cuộc anh đã trải qua những gì, hoặc nhìn thấy cái gì, biết được điều gì, nhưng anh dựa vào đâu để đưa về một người phụ nữ hoàn toàn không quen biết đòi thay thế tôi. Công ty Danh Dương do một tay tôi gây dựng, mọi nhân viên ở đây bao gồm cả anh, chúng ta đều từng bước đi đến ngày hôm nay, bây giờ anh đưa về một người phụ nữ quái lạ để thay thế tôi. Dựa vào cái gì chứ? Anh nói cho tôi biết dựa vào điều gì? Chu Dương lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ không phải để Thẩm Bích Quân thay thế cô, mà là để người ta quay lại vị trí ban đầu mà thôi. Cô mới là người phụ nữ kỳ lạ đó. Nhưng anh không nói ra những lời này, vì nói ra sẽ gây tổn thương cho Lâm Tử Ngọc. Được rồi, tôi có được đáp án của cô rồi, Chu Dương đứng dậy sửa sang quần áo, nhưng cô cũng cần chuẩn bị, nếu như ngày đó thật sự đến, có lẽ tôi sẽ đứng về phía cô ấy. Sau khi nói xong, anh cũng cảm thấy bầu không khí trở nên một ngạt, muốn mau chóng trốn thoát khỏi đây. Nhưng lúc này, ống tay áo của anh đột nhiên bị kéo lại. Không, Chu Dương, không được, anh không được đứng về phía cô ấy. Lâm Tử Ngọc dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Chu Dương, tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Lẽ nào anh quên hết quá khứ giữa hai chúng ta sao? Anh nói anh có Tạ Linh Ngọc rồi thì tôi cũng thừa nhận, vì Tạ Linh Ngọc quen biết anh sớm hơn tôi. Nhưng bây giờ anh làm sằng làm bậy đưa về một người phụ nữ đòi thay thế tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tử Ngọc đột nhiên bật khóc và nói, Chu Dương, coi như tôi cầu xin anh, đừng bỏ rơi tôi. Lâm Tử Ngọc rất ca yêu ta siết động, Chu Dương không khỏi mềm lòng. Thật ra nghĩ lại, Lâm Tử Ngọc là một người rất đáng thương. Lâm Tử Ngọc không hề sai, nhưng Chu Dương càng không thể có lỗi với Thẩm Bích Quân. Cách tốt nhất là có thể giúp Lâm Tử Ngọc và mọi người tìm thấy ký ức. Cô không cần ca yêu ta siết động, Chu Dương chỉ có thể nói, tình hình bây giờ vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng tôi bảo đảm với cô, tôi sẽ dốc hết sức tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Cuối cùng Chu Dương vẫn rời đi, để lại Lâm Tử Ngọc một mình ở phòng làm việc. Cô nhìn cửa phòng làm việc trống trải, đột nhiên quay đầu nói một câu, đồ điên. Lâm Tử Ngọc lắc đầu, sau đó ném suy nghĩ này ra khỏi đầu. Sau khi về nhà, Chu Dương liền gọi điện cho Hổ Gia. Hổ Gia, mọi chuyện tiến triển thế nào rồi? Chu Dương lãnh đạm hỏi. Chu tiên sinh, toàn bộ đều phát triển theo kế hoạch, thậm chí vượt quá dự liệu. Bây giờ tài sản của tập đoàn Chu Thị ở thủ đô đã lên đến hơn 100 tỷ. Mặc dù vẫn không bằng công ty Danh Dương ở thành phố Đông Hải, nhưng cũng được coi là một tập đoàn có tên tuổi, Hổ Gia cung kính đáp. Đương nhiên, khuyết điểm lớn nhất của chúng ta là tốc độ vùng dậy quá nhanh, có thể gọi là con mã chiến lớn nhất ở thủ đô gần 10 năm qua, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Hai tháng trước, cũng bắt đầu từ ngày Chu Dương và Lâm Tử Ngọc đến cuộc hội nghị giao lưu thương mại ở thành phố Đông Hải, bên phía Hổ Gia cũng bắt đầu hành động. Ông ấy đưa toàn bộ tông sư võ giả ở thành phố Đông Hải về thủ đô. Sức mạnh của gia tộc ẩn giật Hứa Gia được coi là một thế lực lớn ở toàn bộ Đông Hải. Cộng thêm sự giúp đỡ về mặt kinh tế của Chu Dương, nhóm người Mai Anh ẩn tích này đã tập hợp thành một lực lượng lớn mạnh mà người bình thường không thể tưởng tượng. Trong đó có vô số người muốn gây rắc rối cho bọn họ, đương nhiên hậu quả không như mong đợi. Cho đến nay, sự phát triển của Hổ Gia cũng được coi là thuận buồm xuôi gió. Nhưng có thể ông ấy bộc lộ tài năng nhiều quá, nên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các siêu thế lực khác. Ví dụ,
bốn gia tộc lớn ở thủ đô. Hết cách, sự trỗi dậy của bọn họ quá mạnh, lại khiến người ta suy nghĩ về tên tuổi của nó, tập đoàn Chu Thị. Ở thủ đô mà lại dám đặt tên là tập đoàn Chu Thị, hơn nữa lại có thực lực lớn mạnh như này, thì không cần nói cũng hiểu giá trị của nó. Lúc này bốn gia tộc lớn ở thủ đô tập trung chú ý vào tập đoàn Chu Thị của Chu Dương, bọn họ nhanh chóng mở một cuộc họp, kết quả cuộc thảo luận khiến người khác hơi bất ngờ, Chu gia lại hoàn toàn không biết tập đoàn Chu Thị này đến từ đâu. Vì phát triển quá nhanh, cho nên cố ý đặt tên như vậy phải không, muốn mượn danh tiếng của Chu gia để vươn lên, một người trong gia tộc đầu tiên nói. Tôi thấy có khả năng đến 80% là vậy, cách làm này quả thật không hay lắm, gia tộc thứ hai nói theo. Thật ra vì điều gì đều không quan trọng, nếu Chu gia không quen biết tập đoàn Chu Thị này, vậy tập đoàn Chu Thị nói ra là đang lợi dụng sơ hở, điều chúng ta cần làm chính là dạy dỗ bọn họ cách làm người, gia tộc thứ ba nói rất ngang ngược. Cuối cùng các ý kiến cũng thống nhất, bốn gia tộc lớn đích thân ra tay, sẽ biết tập đoàn Chu Thị là gì. Điều khiến người khác kinh ngạc là lần đầu tiên bốn gia tộc lớn ra tay, lại thất bại quay về. Đương nhiên, ý ở đây không phải nói sự hợp tác của bốn gia tộc lớn không phải là đối thủ của Hổ gia và Hứa gia, thật ra một trong bốn gia tộc cũng có thể đánh bại Hứa gia. Chẳng qua bọn họ bất cẩn mà thôi. Dù sao trong mắt bọn họ, mặc dù sự nổi dậy của tập đoàn Chu Thị rất nhanh, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ không có thế lực. Bọn họ tùy ý phái hơn 20 tông sư võ giả đến tập đoàn Chu Thị một chuyến. Đương nhiên, hơn 20 tông sư võ giả này cũng không phải đối thủ của Hổ gia và Hứa gia, cho nên bọn họ thất bại quay về. Hai ngày này, bốn gia tộc lớn cũng không tiếp tục ra tay. Vừa hay lúc này Chu Dương gọi điện đến, Hổ gia đã nói về tình hình thực tế và nỗi lo của mình. Chu tiên sinh, mặc dù sự phát triển của chúng ta rất nhanh, nhưng tôi cảm thấy chúng ta thật sự quá hoành hoang. Đó là bốn gia tộc lớn, bọn họ đích thân ra tay, chúng ta dám để bọn họ gãy cánh trở về, chuyện lần này đã thành chuyện lớn ở thủ đô. Chúng ta đã thu hút sự chú ý của họ, mặc dù bốn gia tộc lớn bây giờ vẫn chưa ra tay lần thứ hai, nhưng tôi dám bảo đảm, đợi bọn họ ra tay lần thứ hai thì tuyệt đối sẽ không đơn giản chỉ có hơn 20 tông sư võ giả. Hổ gia nói ra những lo lắng của mình. Nhưng Chu Dương rất bình tĩnh, không sao, vì tôi sắp đi thủ đô một chuyến rồi. Chương 1131, tên nhóc kiêu ngạo. Nỗi lo của Hổ gia không phải là không có lý, mặc dù ông ấy rất mạnh, ông ấy đã lặng lẽ đưa tất cả những tông sư võ giả của Hứa gia tới thủ đô, thậm chí còn có mười mấy tông sư võ giả của Tô gia và Tôn gia cũng tới thủ đô để giúp sức. Tổng cộng có tới hơn 40 tông sư võ giả, cho dù là ở thủ đô thì cũng có thể được gọi là bá chủ một phương, chỉ đứng sau là thực lực của bốn gia tộc lớn. Lần này thế lực mà ông ấy phải đối mặt chính là bốn gia tộc lớn đó. Do đó lo lắng là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa sau vụ đối đầu với tập đoàn Chu Thị lần trước, bốn gia tộc lớn đều không có chút động tĩnh nào, Hổ gia tin chắc rằng không phải họ sợ hãi mà là đang điều tra ông ấy mà thôi. Có lẽ sẽ không bao lâu nữa, tin tức ông ấy đến từ Hứa gia ở Đông Hải sẽ bị bại lộ trước mặt bốn gia tộc lớn. Tới lúc đó, hoặc là tập đoàn Chu Thị, hoặc là Hứa gia sẽ hoàn toàn diệt vong. Nhưng bây giờ Hổ gia lại không sợ nữa. Tại sao ư? Bởi vì Chu Dương nói anh sẽ tới thủ đô. Chỉ cần Chu Dương đích thân tới đây, thì bốn gia tộc lớn chả là cái thá gì. Hổ gia vui vẻ nghĩ tới việc sẽ tiếp tục khống chế tập đoàn Chu Thị đang cố gắng mở rộng sự lớn mạnh của tập đoàn. Hổ gia, nếu chúng ta cứ tiếp tục bành trướng như vậy, ông thật sự không sợ bốn gia tộc lớn sẽ tới tận cửa sao? Có một tên đàn em hỏi, tục ngữ có câu, vui vẻ quá độ ắt sẽ bi thương, chúng ta có nên biết chừng mực một chút không? Hổ gia cười sảng o a iota, ông ấy vỗ bả vai của tên đàn em đó, tôi có thể khiến bốn gia tộc lớn thất bại một lần thì cũng có thể khiến bọn họ thất bại 10 lần. Yên tâm chơi một ván lớn đi, bốn gia tộc lớn tới một lần thì chúng ta cho họ ăn đòn một lần. Bây giờ không phải chúng ta có đà quá mạnh, mà là vẫn chưa phô trương đủ. Tên đàn em đó đần mặt ra nhìn Hổ gia, trong lòng hoài nghi không biết có phải Hổ gia đã bị sợ đến ngu người hay không. Kiêu ngạo như vậy sao? Nơi này là thủ đô đấy. Ở Đông Hải, Chu Dương yên tĩnh ngồi trong phòng, anh đang đợi người khác tới đón anh. Chu Dương đã nói rõ tình hình với Hổ gia, anh sẽ lập tức hành động, đích thân tới thủ đô. Thế nhưng có một điều rất quan trọng là thân phận của Chu Dương phải được bảo mật tuyệt đối,
nếu để bốn gia tộc lớn biết Chu Dương đã tới thủ đô, vậy thì ý nghĩa của việc anh tới đó không còn lớn nữa rồi. Vậy nên anh đã bảo Hổ ra tìm một người đáng tin tới đây đón anh đi. Chẳng mấy chốc, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, Chu Dương đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt ra, sau đó bóng hình anh lập tức biến mất, anh nhảy ra khỏi cửa sổ, đi ra bên ngoài. Một chiếc xe Ferrari 4 chỗ đang dừng ở dưới tầng, trên y ghế lái là một người thanh niên tóc vàng đang rung đùi đắc ý, trên y ghế phó lái cũng là một thanh niên ung dung tự tại như người kia. Ngồi phía sau là một cô gái xinh đẹp, cô ta mặc váy ngắn, mái tóc xoăn gợn sóng, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai người đàn ông trước mặt. Đột nhiên, cửa xe Ferrari được mở ra, Chu Dương khom lưng ngồi vào ghế sau, anh dùng giọng điệu nặng nề nói, lái xe. Mẹ kiếp, cái quái gì đấy, hai người thanh niên ngồi phía trước bị dọa giật nảy mình, người đẹp ngồi phía sau cũng hét lên một tiếng. Anh bị điên hả, có biết ông là ai không, ai cho anh lên xe của ông đây? Sau khi phản ứng lại, người thanh niên phía trước lập tức gào lên với Chu Dương, ông đây cho anh 3 phút, lập tức cút xuống xe. Lần này đến lượt Chu Dương ngây người. Bây giờ bọn nhóc đều kiêu ngạo vậy sao? Không phải nói các người tới đón tôi à? Lẽ nào các người không phải là đàn em mà Hổ gia cử tới? Có cần phải kiêu ngạo đến thế không? Chu Dương hỏi thăm dò một chút, tôi lên nhầm xe rồi sao? Các cậu không phải người Hổ gia phái tới hả? Hổ gia, anh biết Hổ gia ư? Người thanh niên lái xe đánh giá Chu Dương một lượt, hắn hơi hoài nghi nói, người như anh mà quen với Hổ gia ư? Chu Dương hơi lúng túng nhìn lại mình, có chuyện gì sao? Người như anh không thể quen biết Hổ gia được hả? Người đẹp ở bên cạnh chán ghét nhìn anh, cô ta mất kiên nhẫn, vỗ lên ghế phía trước, thôi được rồi, nhìn ám hiệu này thì là đúng rồi, mau lái xe đi. Đúng là xui xẻo, vậy mà lại kéo một tên đàn ông tệ hại tới ngồi với tôi. Cũng phải nói, bộ quần áo Chu Dương mặc hôm nay vô cùng rách rưới. Bởi vì vốn dĩ anh không thích ăn diện lắm, lần này tới chỗ họ, mặc khoa trương quá thật ra cũng chẳng có gì hay cả. Nhưng cũng không đúng lắm, cứ cho là tôi không thích ăn diện thì lẽ nào các người không biết tôi có thân phận gì hay sao? Tôi là Chu Dương đấy, Hổ gia của các người cũng phải cung kính gọi tôi một tiếng lão đại, các người đối xử với tôi như vậy có phù hợp không? Trong lòng Chu Dương thầm chửi nhưng ngoài miệng vẫn không nói gì. Bởi vì anh biết, có lẽ vì để giữ bí mật nên Hổ gia đã không nói cho ba người này biết thân phận của anh. Chiếc xe khởi động, ba người thanh niên mở nhạc remix lên, vừa lái xe vừa nhún nhảy trong xe. Tôi nói này, lái xe phải chú ý an toàn một chút, Chu Dương có ý tốt nhắc nhở một câu. Mặc dù nếu như xảy ra tai nạn cũng sẽ không làm Chu Dương bị thương, nhưng nếu như thật sự xảy ra tai nạn thì phiền phức lớn. Câu nói này đã chọc cho ba người trẻ tuổi trong xe tức giận. Người lái xe nói, anh kia, có phải anh muốn chết không, lại còn dám cắt ngang thú vui của ông đây. Người ngồi ở ghế phó lái phụ họa thêm, anh kia, tôi cảnh cáo anh nên ngoan ngoãn một chút, mặc dù Hổ gia bảo chúng tôi tới đón anh, nhưng không có nghĩa là anh có thể tùy tiện trò chuyện với chúng tôi, anh biết chúng tôi có thân phận gì không? Người đẹp ngồi phía sau nói tiếp, đúng là quê mùa, chẳng có chút thú vui nào cả, vừa nhìn đã biết chưa từng ngồi xe sang bao giờ. Chu Dương hơi cạn lời, tôi chỉ muốn nhắc nhở các người chú ý an toàn chút thôi, ok. Thế mà các người lại đi trách mắng tôi. Các người có thân phận gì vậy? Chu Dương không nhẫn nhịn nổi liền hỏi, cho dù là thân phận gì thì khi lái xe cũng không thể nghe nhạc to quá được. Ha ha, quê chết đi được, chỉ có kẻ chưa từng trải đời mới nói như anh thôi. Hôm nay tôi cứ bay nhảy đấy, anh có thể làm gì được? Tôi nói cho anh biết, ông đây là Tiền đại phú cháu trai trưởng của Tiền gia, vị bên cạnh là em trai của tôi Tiền nhị phú. Gia đình chúng tôi có lẽ là thế gia hạng hai của Đông Hải, đương nhiên, đó không phải điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là Tiền gia chúng tôi bây giờ đang làm việc với Hổ gia. Anh biết Hổ gia không? Đó là thuộc hạ mà Chu Dương tiên sinh tín nhiệm nhất đấy. Bây giờ anh đã biết thân phận của chúng tôi chưa? Chu Dương cạn lời, trong lòng thầm nói cứ cho là các người không nói thì có lẽ tôi cũng đoán ra được, các người chắc chắn đang làm việc với Hổ gia, mẹ kiếp. Nếu không thì Hổ gia cũng không để mấy người tới đón tôi. Mấy người làm gì với Hổ gia thì mặc kệ các người, còn nhắc đến ông đây làm gì chứ? Các người nói như vậy cứ như ông đây dung túng cho các người có thể đeo tai nghe trong lúc lái xe ấy. Cứ cho mấy người đang làm việc cho Hổ gia thì cũng không thể lái xe như vậy được,
Hổ gia đồng ý cho các người lái xe như vậy sao? Chu Dương cố ý cởi trói cho mình, bắt đầu lấy Hổ gia ra để nói chuyện. Này, tôi nói anh không hiểu hả? Bề ngoài thì chúng tôi làm việc với Hổ gia, nhưng chê y thực tế là làm việc cho Chu Dương đấy. Chúng tôi lái xe như vậy thì làm sao? Chương 1132, tôi là người của Chu Tiên Sinh. Anh nghe đến cái tên Chu Dương, Chu Tiên Sinh bao giờ chưa? Người thanh niên lái xe tiếp tục nói, không phải chứ, lại còn có người chưa từng nghe đến tên của Chu Tiên Sinh nữa sao? Mặc dù tôi thấy anh quê mùa thật đấy, nhưng tôi cũng không ngờ anh lại thiển cận đến vậy. Chu Tiên Sinh được xem là người đứng đầu của thành phố Đông Hải, thử hỏi cả thành phố Đông Hải này lại có ai dám đắc tội với anh ấy chứ? Chúng tôi là đàn em của Chu Tiên Sinh, chỉ đeo tai nghe khi lái xe thôi, lẽ nào còn có người dám gây rắc rối cho chúng tôi sao? Tên lái xe Dương Dương tự đắc nói. Hiển nhiên, người có thể làm việc cho Chu Dương là người vô cùng may mắn, cho dù bọn họ chẳng phải đàn em làm việc trực tiếp dưới trướng Chu Dương. Nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến bọn họ kiêu ngạo lắm rồi. Chu Dương chẳng biết nói gì nữa. Người anh em, cho dù cậu chỉ là đàn em của Hổ gia nhưng quả thực cậu cũng được xem là người của tôi. Có điều bản thân Chu Dương cũng đâu có kiêu ngạo như vậy đâu. Điều lệ an toàn nhất khi lái xe định phải tuân thủ theo chứ, đối với người bình thường mà nói, lỡ xảy ra tai nạn một lần thì rất có thể sẽ phá hủy cả một gia đình đấy. Chu Dương mà cậu nói ấy quả thực tôi đã từng nghe nhắc đến rồi, nhưng tôi nghĩ rằng dù anh ta ở đây thì có lẽ anh ta cũng sẽ không cho phép các cậu lái xe như vậy đâu, đúng không? Chu Tiên Sinh có đồng ý với cách lái xe của cậu chưa? Chu Dương vô thức muốn phủi sạch quan hệ với đối phương. Bởi vì tên nhóc này luôn miệng nhắc đến tên anh, hơn nữa ý nghĩa của những lời hắn nói hình như đều là vì có bản thân anh chống lưng cho nên hắn mới dám kiêu căng như thế. Chuyện gì thế này? Anh câm miệng lại, anh thì hiểu cái thá gì? Anh hiểu Chu Tiên Sinh lắm sao? Anh ấy là thần thoại, là truyền kỳ đấy, là người tung hoành khắp Đông Hải, lúc trước chưa từng có bất kỳ ai nghe tới tên anh ấy, vậy mà chỉ trong nháy mắt, anh ấy đã thống trị cả Đông Hải. Anh biết kiểu người này gọi là gì không? Đó gọi là thiên tài, là kỳ tài có 102. Rốt cuộc anh có hiểu thiên tài là gì không? Người đẹp ở bên cạnh cũng ném cho Chu Dương ánh mắt xem thường, rõ ràng cô ta vô cùng tán thành với lời mà tên lái xe nói. Chu Dương ngoan ngoãn lắc đầu, nói thật, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm. Lúc trước, khi còn ở trong thế giới nhỏ, Thẩm Bích Quân có giải thích cho anh khái niệm thiên tài là gì? Có thể nói từ thiên tài này với thiên tài trong lòng Chu Dương hoàn toàn không giống nhau. Lẽ nào tên nhóc này cũng có hiểu biết sâu sắc với thứ gọi là thiên tài hay sao? Chu Dương hơi hiếu kỳ. Thiên tài đương nhiên là người rất phòng túng, đó chắc chắn là người dám bộc lộ tài năng. Tôi thấy anh ăn mặc như này là biết rồi, anh chắc chắn là một tên nhà quê chẳng có suy nghĩ gì, vậy nên tôi cảm thấy nói chuyện với anh cũng thật sự quá phí lời. Nói cho anh biết. Thiên tài chân chính chắc chắn sẽ không chịu làm theo những nguyên tắc ràng buộc, muốn làm gì thì làm cái đó, Chu Tiên Sinh chính là một thiên tài như vậy. Anh ấy chắc chắn là vô cùng đẹp trai. Điểm này thì Chu Dương lại rất đồng ý, quả thật rất đẹp trai. Câm miệng, đẹp trai mà anh hiểu hoàn toàn không giống với chúng tôi, thứ chúng tôi nói là khí chất, anh hiểu không? Khí chất bộc lộ tài năng, anh ấy chắc chắn đi tới đâu cũng luôn lạnh lùng, người nhẫn tâm thường không nói nhiều. Làm chuyện gì cũng nhanh gọn lại tàn độc, người đàn ông như vậy khi lái xe chắc chắn sẽ luôn lái rất nhanh. Thật ư, đây là phỉ báng người ta thì đúng hơn. Anh có giống vậy đâu, khi anh lái xe rất tuân thủ luật an toàn giao thông đấy. Mặc dù có những quy định Chu Dương quả thật không sẽ không tuân thủ, nhưng anh cũng đâu có mù quáng mà đi phá vỡ hết toàn bộ quy định đâu. Ví dụ như luật lệ giao thông, thứ này quả thật có thể bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Vậy tại sao lại không tuân thủ? Chu Dương mất kiên nhẫn, hỏi, nói cụ thể như vậy, cuối cùng thì cậu đã từng gặp Chu Dương chưa? Chưa gặp, về điểm này người thanh niên lại rất thành thật thừa nhận. Đó là Chu Tiên Sinh đấy, thiên tài nghìn năm mới xuất hiện của Đông Hải, còn rất trẻ đã đạt tới cảnh giới hoàng đế võ giả, người như vậy sao kẻ thường dân có thể gặp được chứ? Có điều hình tượng của Chu Tiên Sinh lại lưu lại rất sâu đậm trong trái tim tôi, anh ấy bá đạo, là người vô địch. Hơn nữa lại rất đẹp trai, chắc chắn là thần tượng của tất cả thế hệ trẻ. Thứ mà người trẻ chúng tôi muốn theo đuổi là tự do, vậy nên ông đây đeo tai nghe lái xe thì làm sao, đây gọi là hưởng thụ.
là bước đầu tiên để chúng tôi theo đuổi Chu tiên sinh. Người thanh niên ngồi ở ghế phó lái và người đẹp ngồi phía sau liên tục gật đầu, rõ ràng họ rất đồng ý với quan điểm của người đang lái xe. Trong lòng bọn họ, Chu Dương tồn tại như một vị thần. Bọn họ thích vị thần của mình nên đã thổi phồng những hành vi, phong cách của bản thân thành như vậy. Bây giờ Chu Dương đã hiểu ra, ba người này thật sự không phải là kẻ xấu, bọn họ không hề có lòng dạ độc ác. Chỉ là bọn họ hơi mù quáng quá mức, tựa như theo đuổi ngôi sao nổi tiếng. Người nổi tiếng vì để tiết mục có hiệu quả nên rất có thể sẽ mặc những bộ đồ kỳ quái, hợp với một vài đạo cụ, hiệu ứng và ánh sáng chê y sân khấu, còn cả nội dung những lời bài hát cũng lộ ra một phong cách không giống ai. Những yếu tố này trộn lẫn với nhau tạo thành trào lưu theo đuổi thần tượng, bọn họ cũng bắt đầu trở nên kiêu ngạo, trang phục mặc cũng càng ngày càng mang phong cách quái dị hơn. Nhưng chê y thực tế, trong cuộc sống, người nổi tiếng chắc chắn không kiêu ngạo như trong lời bài hát bọn họ viết. Nói sao nhỉ, bản thân đi ăn lẩu còn bảo người khác ăn nước cốt lẩu sao? Người như vậy ra ngoài không bị đánh chết mới lạ ấy. Vậy nên là người tốt, Chu Dương vẫn nhắc nhở một câu, thật ra Chu Dương không giống như trong tưởng tượng của các người đâu, anh ta quả thật là hoàng đế võ giả, thực lực rất mạnh, nhưng làm người cũng đâu thể ngạo mạn như thế, anh ta hiểu lẽ đời hơn đấy. Lái xe cũng sẽ tuân thủ luật lệ giao thông, thứ mà các người làm theo hơi thái quá rồi. Khi nói những lời này, Chu Dương đơn thuần là có ý tốt. Dù sao mấy người này cũng vì chịu ảnh hưởng của anh nên mới trở thành bộ dạng như vậy. Thật ra anh hoàn toàn có thể để những người thanh niên này lái xe thật nhanh, dù sao chỉ cần anh ở chê y xe thì chiếc xe này tuyệt đối không thể xảy ra tai nạn được. Thế nhưng anh không hy vọng người trẻ tuổi này về sau sẽ biến thành dáng vẻ như vậy nên mới nhắc nhở họ. Tuy nhiên câu này lại khiến ba người ngồi trong xe tức giận. Anh kia, tôi không cho phép anh sỉ nhục thần tượng của tôi. Tên lái xe vậy mà lại dừng hẳn xe lại bên đường, hắn quay đầu lại, hung hăng nhìn Chu Dương, anh sỉ nhục tôi thì được, nhưng tuyệt đối không thể sỉ nhục Chu tiên sinh. Xin lỗi ngay cho tôi. Hả, Chu Dương ngây người, chuyện này sao có thể chứ? Không phải, tôi đâu có sỉ nhục anh ta đâu, Chu Dương nói. Bớt nói mấy lời nhảm nhí đi, ông đây bảo anh xin lỗi thì xin lỗi đi. Người lái xe đột nhiên giơ một tay lên, đánh một cái vào đầu anh. Xin lỗi cho ông, hơn nữa còn phải gọi 100 lần là Chu Dương đẹp trai nhất. Trong lòng chúng tôi, Chu Dương tiên sinh vĩnh viễn là người vô địch, vĩnh viễn là người đẹp trai nhất. Chuyện này, hay là bỏ đi, Chu Dương hơi ngại ngùng. Chương 1133, đặt chân đến thủ đô. Hét lên 100 lần mình đẹp trai nhất ư. Dù Chu Dương cảm thấy da mặt mình dày nhất thì lúc này cũng không biết nói gì. Tôi nghĩ chuyện này không cần thiết đâu, thật ra anh ta không giỏi như các cậu nghĩ, Chu Dương nói. Nhưng anh càng nói như vậy, mấy đứa nhóc này càng tức giận. Chu Dương tiên sinh là người đẹp trai nhất, mau nói cho ông. Nếu anh không nói thì tôi ném anh xuống ngay đấy. Tự mình đi đến thủ đô đi, tài xế đe dọa. Còn chuyện này nữa sao? Chu Dương có thể làm gì đây? Chỉ có thể buồn bực nói 100 lần mình đẹp trai nhất. Như thế tài xế này mới đồng ý tiếp tục chở anh đến thủ đô. Chê y đường đi hắn còn đắc ý nói với Chu Dương, vậy chẳng phải đúng rồi sao, tôi đã sớm bảo với anh nên thành thật một chút rồi. Đó là Chu Dương tiên sinh, tôi nói cho anh biết nhé, anh ấy là thiên tài siêu cấp, tin lời tôi chắc chắn không sai đâu, anh ấy là người đẹp trai nhất. Chu Dương không dám nói nữa, xe cứ thế chạy đến thủ đô. Trụ sở của tập đoàn Chu Thị vừa được thành lập 2 tháng ở thủ đô. Hổ gia đích thân ra cửa đón anh. Chiếc Ferrari đỏ rực dừng ngay trước cửa tòa nhà trụ sở. Sau khi nhìn thấy Hổ gia đứng trước cửa, hai người trẻ tuổi trong xe và cô gái xinh đẹp tóc dài ngồi ghế sau lập tức trở nên phấn chấn. Hổ gia thế mà lại đích thân đến đón chúng ta, xem ra chúng ta đã làm khá tốt công việc trong khoảng thời gian này. Sắp tới hẳn là chúng ta có thể trở thành người thân cận của Hổ gia nhỉ. Đến lúc đó phải chăng có thể gặp được Chu Dương tiên sinh? Ba người trẻ tuổi phấn khích nói, sau đó mở cửa xe chạy nhanh đến chỗ Hổ gia. Hổ gia, Hổ gia, chúng tôi đến rồi, Tiền đại phú vẫy tay với Hổ gia. Hổ gia khẽ cười gật đầu, sau đó quay đầu nhìn phía sau bọn họ, đến rồi thì tốt, phải rồi, Chu tiên sinh đâu? Chu tiên sinh gì, Tiền đại phú và Tiền nhị phú nhất thời không phản ứng kịp. Lúc này,
Chu Dương mới chậm rãi mở cửa xe bước xuống từ chiếc Ferrari. Nhìn thấy Chu Dương, Hổ Gia mới cảm thấy yên tâm, sau đó cười đấm nhẹ lên vai Tiền Đại Phú, tên nhóc này, đến cả tôi mà cậu cũng dám lừa à? Chẳng phải là Chu tiên sinh đã xuống xe rồi đó sao? Hả, Tiền Đại Phú vẫn không hiểu câu này có ý gì, chỉ mở to mắt nhìn Hổ Gia đã bỏ lại bọn họ mà chạy về phía Chu Dương. Cái quái gì thế? Vừa rồi Hổ Gia nói gì vậy? Chu tiên sinh gì? Cậu nghe hiểu không? Tiền Đại Phú quay đầu hỏi Tiền Nhị Phú. Tiền Nhị Phú cũng chớp mắt, không hiểu gì nói, không, không biết, Chu tiên sinh. Sao nghe quen thế nhỉ? Cô gái xinh đẹp tóc dài lập tức phản ứng lại. Sắc mặt vô cùng khó coi nhìn Chu Dương, tôi nghĩ tôi biết Chu tiên sinh có ý gì rồi. Cả thành phố Đông Hải thì có mấy Chu tiên sinh đâu. Hơn nữa Chu tiên sinh mà có thể được Hổ Gia đối xử kính trọng như vậy, e rằng chỉ có một người thôi. Vừa nghe vậy, Tiền Đại Phú và Tiền Nhị Phú cũng giật mình. Sau đó bọn họ ngạc nhiên há hốc mồm nhìn Chu Dương và Hổ Gia. Chu Dương lười biếng híp mắt, ngẩng đầu yên lặng nghe Hổ Gia báo cáo. Còn Hổ Gia lại luôn miệng vâng dạ báo cáo cực kỳ nghiêm túc. Chu tiên sinh đó ư? Dọc đường họ luôn miệng chém gió về Chu tiên sinh, kết quả là Chu Dương ngồi cạnh bọn họ. Nghĩ đến những chuyện ở trên y xe, nhất thời họ không biết nên vui hay nên buồn. Lúc này, Tiền Đại Phú bỗng nhảy dựng rồi hét lên. Làm sao vậy, anh bị giẫm phải đuôi à? Tiền Nhị Phú và cô gái có mái tóc dài bất mãn nói. Tôi quên mất, tôi còn đánh Chu tiên sinh chê y xe nữa, Tiền Đại Phú lắp bắp nói. Hắn vừa nói vậy, cô gái xinh đẹp tóc dài và Tiền Nhị Phú cũng nhớ ra hình như có chuyện đó thật. Tiêu rồi, Tiền Đại Phú thế mà lại đánh Chu Dương, người mà họ ngưỡng mộ nhất. Đợi chết đi là vừa. Lúc này Chu Dương và Hổ Gia cũng đang chậm rãi đi về phía bọn họ. Càng lúc càng đến gần, nhịp tim của ba người trẻ tuổi này cũng đập nhanh hơn. Làm sao đây, Chu tiên sinh sẽ không đánh chết mình đấy chứ, ba người lo lắng thấp thỏm. Chu Dương và Hổ Gia đi đến cạnh họ, người lên tiếng trước lại là Hổ Gia. Các cô cậu vất vả rồi, Hổ Gia cười nói, thật ra nhiệm vụ chính lần này của các cô cậu là đưa Chu tiên sinh đến thủ đô an toàn. Nhưng lần này lịch trình của Chu tiên sinh được giữ kín nên không nói trước thân phận cho các cô cậu biết, cũng cố ý chọn người chưa từng gặp Chu tiên sinh. Hổ Gia bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý, các cô cậu không xảy ra chuyện gì không vui với Chu tiên sinh chứ? Không có, không có, ba người vội nói, nhưng thật ra lại muốn khóc đến nơi. Thế mà thật sự là Chu tiên sinh, phải làm sao đây? Lúc này Chu Dương cũng khẽ cười nhìn bọn họ. Cảm thấy đã đủ. Chắc hẳn những người này đã rất hoảng sợ rồi, Chu Dương mới bình thản nói, nhìn đi, tôi đã nói gì ấy nhỉ? Thật ra Chu Dương cũng không hung dữ như thế đúng chứ? Anh ta vẫn rất biết lý lẽ. Chu Dương nói, còn có thể nói gì đây? Tất nhiên ba người này gật đầu liên tục. Thật ra lúc này họ cũng không hiểu ý của Chu Dương là gì. Họ chưa kịp hiểu ra nên chỉ vô thức gật đầu mà thôi. Đến khi Chu Dương rời đi, bọn họ nhìn bóng lưng của Chu Dương, lúc này mới lâm vào trầm tư suy nghĩ. Hóa ra là vậy sao? Quả thật hình tượng của Chu Dương hoàn toàn khác với những gì họ nghĩ là kiêu ngạo, độc đoán, phong lưu. Thật ra Chu Dương trong hiện thực chỉ là một người bình thường mà thôi, thói quen lời nói hay hành động cũng giống một người bình thường, hoàn toàn không có cảm giác hung dữ lạ thường. Nhưng nghĩ kỹ lại, Chu Dương là một người sống nội tâm và sâu sắc. Khí chất chê y người anh đem đến sự tự tin rằng mọi thứ anh đều có thể kiểm soát. Đây mới là ông trùm thực sự, một nhân vật lớn chân chính. Bây giờ nghĩ lại, hành động của họ hơi trẻ trâu. Ba người này nghĩ thầm. Chu Dương không biết họ có hiểu được hay không, có thể suy nghĩ đến mức độ nào, nhưng mục đích anh đến thủ đô không cho phép anh quan tâm đến ba nhân vật nhỏ này. Bốn gia tộc lớn. Nếu Chu Dương chỉ là một hoàng đế võ giả thì khi đối mặt với bốn gia tộc lớn có thể cảm thấy hơi áp lực, dù sao theo lời đồn đại, mỗi gia tộc trong bốn gia tộc lớn đều có ít nhất một hoàng đế võ giả. Nhưng bây giờ Chu Dương đã là tối thượng hoàng đế, tất nhiên không có gì phải lo lắng nữa cả. Chương 1134, làn sóng ngầm chuyển động. Chu Dương chỉ dựa vào một mình anh cũng có thể dễ dàng đánh bại bốn gia tộc lớn. Nhưng có điều rất quan trọng không thể khinh thường. Nơi này là thủ đô. Thế nên Chu Dương không thể trực tiếp đối chọi với bốn gia tộc lớn. Anh phải từng bước ra tay với bọn họ,
phải đảm bảo mỗi bước đi đều hợp lý và cẩn thận. Nếu không chỉ cần xảy ra sơ suất thì dù Chu Dương có là tối thượng hoàng đế, e rằng cũng chẳng thể làm gì được. Dù Chu Dương có thể thoát khỏi tội trạng nhưng anh cũng không muốn gây náo loạn phương Đông, dù sao đây cũng là nơi anh lớn lên, là quê hương của anh. Theo như phân tích, chắc hẳn bây giờ bốn gia tộc kia đang điều tra lai lịch của tập đoàn Chu Thị, e là không bao lâu nữa đã có thể nhận được tin tức, Hổ Gia nói với Chu Dương. Chu Dương gật đầu, phân tích này cũng giống với suy nghĩ của anh. Chuyện như thế rất thú vị, với thực lực của bốn gia tộc lớn, thật ra không khó để điều tra rõ ràng lai lịch của tập đoàn Chu Thị. Thậm chí bốn gia tộc lớn hoàn toàn có thể điều tra được tập đoàn Chu Thị là do Hổ Gia của Hứa Gia Đông Hải thành lập chỉ là bề ngoài, chê y thực tế, ông chủ thật sự đằng sau lại là Chu Dương. Dù sao chuyện này có thể điều tra rất dễ dàng, Hổ Gia là người làm việc dưới trướng của Chu Dương không phải bí mật gì, hơn nữa tên của tập đoàn này là Chu Thị. Ông chủ đằng sau không phải là Chu Dương thì mới lạ. Sau đó có lẽ họ cũng điều tra ra được Chu Dương đã là hoàng đế võ giả. Vậy thì có chuyện thú vị rồi đây, họ sẽ làm gì với tập đoàn Chu Thị? Sẽ trừ khử hay kéo về thành một phe? Mạng lưới tình báo của họ không thể điều tra ra bây giờ Chu Dương đã đến thủ đô, dù sao hành trình của Chu Dương được giữ bí mật rất kín kẽ. Nếu họ không biết Chu Dương đã đến thủ đô mà còn muốn ra tay với tập đoàn Chu Thị, thì chắc chắn sẽ ra tay ngay lúc này. Dù sao Chu Dương là một hoàng đế võ giả, nếu đợi lúc Chu Dương đến, bốn gia tộc lớn mới ra tay với tập đoàn Chu Thị thì sẽ gây nên động tĩnh khá lớn. Sự thật cũng gần như suy đoán của Chu Dương. Bốn gia tộc lớn lại triệu tập mở cuộc họp. Khu nhà Chu gia ở thủ đô. Bốn gia chủ Thương gia, Độc Cô gia, Đệ Ngũ gia, Chu gia đều ngồi cạnh bàn hình vuông, sắc mặt nghiêm túc. Chu gia chủ, Chu gia các ông đúng là xuất hiện rất nhiều nhân tài, gia chủ Đệ Ngũ gia nói. Một đứa con hoang bị đuổi ra khỏi nhà thế mà cũng có thể đạt đến cảnh giới hoàng đế võ giả trong một thời gian ngắn như vậy, đây quả thật nhân tài đỉnh cao. Gia chủ Độc Cô gia nói, sự thật là như vậy, nhưng theo tôi thấy chuyện không đơn giản thế đâu. Chu Dương này đúng là một thiên tài, hơn nữa cũng là đứa con bị Chu gia vứt bỏ nhưng vấn đề lại nằm ở thân phận là đứa con bị vứt bỏ này. Cậu ta có thái độ gì với Chu gia? Đồng thời, cậu ta lập nên tập đoàn Chu Thị này là có ý gì? Chẳng lẽ muốn thay thế Chu gia ư? Gia chủ Thương gia nói, vấn đề này phải hỏi Chu gia chủ, dù Chu Dương này thực sự oán hận Chu gia, nhưng nếu Chu gia đồng ý cho cậu ta về lại Chu gia thì tôi nghĩ có lẽ cậu ta cũng rất vui vẻ trở về thôi. Độc Cô gia chủ nhìn Chu gia chủ, ý của ông thế nào, chúng ta nên lôi kéo cậu ta về hay ngăn cậu ta lại? Tôi nghe nói Chu Dương là con trai ruột của ông. Đúng vậy, gia chủ hiện giờ của Chu gia là Chu Hằng Thiên. Cũng chính là bố ruột của Chu Dương. Thế nên ba vị gia chủ đang ngồi đây đều thích thú nhìn Chu Hằng Thiên, thầm nghĩ không biết ông sẽ đưa ra quyết định thế nào. Cho dù năm đó Chu Hằng Thiên đuổi Chu Dương ra khỏi nhà vì nguyên nhân nào, nhưng suy cho cùng Chu Dương là con trai của Chu Hằng Thiên. Thấy con trai mình ưu tú như vậy, có lẽ người làm bố này rất vui vẻ. Lúc này hai người mà đối đầu với nhau thì thật sự không cần thiết. Cả ba người đều nghĩ hay là bảo Chu Hằng Thiên ra mặt xin lỗi Chu Dương là xong, sau đó cho anh một chút lợi ích để đưa Chu Dương về lại Chu gia. Như vậy Chu gia lại có thêm một thiên tài siêu cấp, hơn nữa còn là con trai của gia chủ. Dù xét ở góc độ nào thì đây cũng là chuyện tốt. Vẻ mặt của Chu Hằng Thiên không có nhiều cảm xúc, ông nhìn lướt qua ba người đang ngồi ở đây rồi trầm giọng nói, các ông cho rằng thân phận bố ruột này của tôi có trọng lượng với nó sao? Ông vừa nói vậy, mọi người đều sửng sốt. Sau đó họ chợt nhớ đến những việc Chu Dương đã làm ở Đông Hải. Một mình xông vào Tô gia, tiêu diệt Hứa gia, bất kể gia tộc lớn nhỏ nào, bất kể thực lực của mình ra sao, tóm lại kẻ nào dám chọc đến anh nhất định sẽ báo thù. Có thể tưởng tượng được Chu Dương là một người độc đoán ra sao. Lúc này, mọi người đều không nói gì. Chu Hằng Thiên nói tiếp. Nên mới nói nếu nó đã quyết định báo thù Chu gia thì Chu gia muốn lôi kéo nó là chuyện không thể được. Mặc dù tôi là bố của nó nhưng nó không thể nể mặt tôi mà tha cho Chu gia đâu, mọi hành động đều phải dựa vào tâm trạng của nó. Nó lập nên tập đoàn Chu Thị chứng tỏ nó muốn dằn mặt Chu gia, chúng ta không thể thay đổi điều này. Chúng ta lùi về sau thì nó sẽ tiến lên trước, tóm lại dù thái độ của chúng ta thế nào, chúng ta vẫn là kẻ thù của nó.
thế nên chúng ta cũng phải xem nó như kẻ thù của mình. Mọi người lại rơi vào suy tư, không thể không nói phân tích của Chu Hằng Thiên rất có lý. Nếu Chu Dương đã quyết định báo thù Chu gia, vậy chắc chắn chuyện này không phải Chu gia nhượng bộ một hai bước thì có thể lôi kéo được Chu Dương về. Đó là con trai của ông, lẽ nào chúng ta phải để cậu ta, gia chủ của gia tộc đệ ngũ thực hiện động tác cắt cổ? Cố gắng đừng xảy ra xung đột chính diện với nó, Chu Hằng Thiên thở dài, cho nó một bài học để nó biết bốn gia tộc lớn không dễ bị chọc vào, sau đó mới có cơ hội lôi kéo nó. Nhân tài dù có mạnh đến đâu cũng sẽ khuất phục dưới quyền lực tuyệt đối, cứ làm cho tập đoàn Chu Thị biến mất trước đã. Chỉ cần nó dám bước chân đến thủ đô, chúng ta sẽ dọn sạch hết tai mắt của nó để nó hoàn toàn hết hy vọng với việc nhằm vào bốn gia tộc lớn. Đây cũng là một cách, hay nói cách khác đây là cách duy nhất. Lần này không phải bốn gia tộc lớn muốn bắt nạt người khác mà là Chu Dương chủ động trở thành kẻ thù của họ. Vậy thì hết cách rồi, họ cũng đành phải ra tay thôi. Nhân lúc tên nhóc đó chưa đến thủ đô, chúng ta mau chóng ra tay, gia chủ của gia tộc Độc Cô nói, người ở lại thủ đô là hổ gia của Hứa gia ở Đông Hải, họ có hơn 40 tông sư võ giả, chúng ta cử một hoàng đế võ giả đến đánh nhanh thắng nhanh là được. Chương 1135, điều động ba hoàng đế. Hoàng đế võ giả, không đến mức đó chứ. Cho dù đối đầu với hơn 40 tông sư võ giả, Chu gia điều động 20 người, ba chúng tôi mỗi gia tộc điều động 10 người. Như vậy không phải có thể dễ dàng đánh bại bọn họ sao, gia chủ của Thương gia nói. Nếu bốn gia tộc lớn hợp tác với nhau thì hoàn toàn không cần thiết phải để ý hổ gia. Đùa gì vậy, bọn họ là bốn gia tộc lớn của thủ đô. Trong mỗi gia tộc, đều có tông sư võ giả và hoàng đế võ giả đóng giữ. Ngẫu nhiên chọn một gia tộc nào đó thôi cũng đều có thể dễ dàng đánh bại hổ gia, chưa kể đến việc bốn gia tộc lớn liên kết với nhau. Về phần hoàng đế võ giả, đó cũng là sự tồn tại đỉnh cao của bốn gia tộc lớn, bọn họ không đành lòng để hoàng đế võ giả xử lý chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này. Bốn gia tộc lớn của chúng ta tổng cộng có khoảng 500 tông sư võ giả, ngẫu nhiên điều ra hơn 50 tông sư võ giả, thì cái tên hổ gia kia chẳng phải sẽ mềm nhũn chân quỳ xuống nhận thua sao, gia chủ của Thương gia lên tiếng. Rốt cuộc thì phải làm như thế nào, mau quyết định đi, gia chủ của gia tộc đệ ngũ hơi nóng này. Mọi người đều nhìn Chu Hằng Thiên, để ông đưa ra quyết định và quan điểm của ông. Dù sao đây cũng là chuyện gia đình của Chu Hằng Thiên, phải điều đi bao nhiêu người, Chu gia dự định điều đi bao nhiêu người, thì cũng nên đưa ra một kế hoạch cụ thể. Không được xem nhẹ chuyện này, để hoàng đế võ giả xử lý đi, bây giờ đứa nhỏ đó rất có thể đã đến thủ đô rồi, Chu Hằng Thiên nói. Ba hoàng đế võ giả, Chu gia của chúng tôi điều đi hai người, còn lại ba gia tộc của các ông cử ra một người. Ý nghĩa của việc cử một người trong ba gia tộc còn lại, có lẽ là hoàng đế võ giả thứ ba sẽ được điều đi từ một trong ba gia tộc còn lại, hai gia tộc còn lại sẽ bồi thường cho gia tộc kia một chút gì đó. Đây là chuyện của Chu gia phải chịu trách nhiệm quyền lực dẫn đầu, ba gia tộc còn lại cũng sẽ trợ giúp miễn phí. Dù sao đây cũng là mối quan hệ liên minh, nếu chỉ vì đây là chuyện của Chu gia mà ba gia tộc kia kiêu ngạo không quan tâm đến chuyện này, vậy thì mối liên minh này không hề có chút ý nghĩa nào. Nghe thấy Chu Hằng Thiên nói vậy, ba gia chủ của những gia tộc kia lập tức nổi nóng. Ngay cả gia chủ của Độc Cô gia là người ủng hộ những trận đánh nhanh và quyết định nhanh, cũng phải lên tiếng, này, Chu gia chủ, không đến nỗi phải như vậy chứ. Đừng nói là đứa nhỏ đó chưa đến thủ đô, cho dù cậu ta có đến thủ đô, thì cậu ta cũng chỉ là một hoàng đế võ giả nho nhỏ mà thôi, chúng ta điều đi hai người vẫn chưa đủ đánh bại cậu ta sao. Ba hoàng đế võ giả. Ông là muốn quấy rầy đến ông trời nữa hay sao? Hoàng đế võ giả, là đơn vị hùng mạnh nhất giới thế tục. Ngay cả bốn gia tộc lớn cộng lại cũng không vượt quá 10 người. Ở khắp phương Đông, thậm chí khắp thế giới này, số lượng hoàng đế võ giả cũng không vượt quá 20-30 người. Bọn họ cùng lúc điều đi ba hoàng đế võ giả có ý nghĩa là gì? Một người đã có khả năng lật đổ một quốc gia nào đó. Điều động một lực lượng lớn như vậy. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Chu Hằng Thiên vẫn bình tĩnh như cũ khi đối diện với những lời chất vấn này. Ông ấy xua tay, ra hiệu cho mọi người bình tĩnh, tôi nói này, các ông đừng coi thường con trai tôi. Theo thông tin của tôi biết được, con trai tôi đã một mình bước vào thế giới nhỏ 4 tháng trước, hơn nữa còn sống sót đi ra ngoài, mọi người cũng nên hiểu điều này có nghĩa là gì phải không?
mọi người lại sửng sốt lần nữa. Chu Dương thực sự bước vào thế giới nhỏ ư? Những người khác không biết thế giới nhỏ có ý nghĩa gì, nhưng bọn họ là tộc trưởng của 4 gia tộc lớn, đương nhiên bọn họ biết chính xác thế giới nhỏ là như thế nào. Hoàng đế võ giả chỉ có thể trở thành nô lệ trong thế giới đó. Tại sao Chu Dương có thể sống sót quay trở về? Rốt cuộc anh đã trải qua những gì? Cho nên, con của tôi là người không thể dùng những tính toán thông thường để đo lường được, tôi sợ rằng một hoàng đế võ giả bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Ngay cả khi ông điều hoàng đế võ giả đi, cũng chưa chắc có thể khiến nó đầu hàng, vì để bảo đảm cho chắc chắn, cũng là tránh rắc rối cho tương lai, chúng ta phải điều đi 3 hoàng đế võ giả. Chu Hằng Thiên dừng lại và nói thêm một câu, hơn nữa, chúng ta chỉ điều động người đi mà thôi, nếu tên nhóc đó không có khả năng này, hoặc nếu nó không đến thủ đô, thì hoàng đế võ giả của chúng ta hoàn toàn có thể không cần phải ra tay, không có ai biết được chuyện chúng ta điều đi lực lượng này. Câu này đã hoàn toàn thuyết phục mọi người. Chỉ là điều động đi thôi, nếu không dùng bất kỳ lực lượng nào, vậy thì tình hình lúc đó đúng là không gây ra ồn ào gì. Vì vậy, tất cả mọi người đều đồng ý, khi nào thì rời đi. Ngay bây giờ, Chu Hằng Thiên ra lệnh, mọi người đi chuẩn bị đi, tôi cũng dặn bên gia tộc của tôi chuẩn bị một chút. Việc sử dụng sức mạnh của 2 hoàng đế võ giả cũng là một sự kiện quan trọng đối với Chu gia. Quan trọng đến mức ông ấy là gia chủ cũng không thể quyết định chuyện này dễ dàng được, bắt buộc phải báo với hội trưởng lão. Điều động 2 hoàng đế võ giả đi để xử lý đứa con trai bị bỏ rơi của ông. Chu Hằng Thiên, ông đang nói đùa với tôi sao? Sau khi nghe thấy Chu Hằng Thiên báo cáo xong, trưởng lão thẳng thừng phản đối mà không thèm suy nghĩ. Nhưng thật không may, Chu Minh tình cờ đi ngang qua cửa phòng, nơi hội trưởng lão đang họp. Cái gì? Chu Dương đại ca của tôi đã đến thủ đô rồi sao? Chu Minh, đúng vậy, nhưng tính theo tuổi tác, thì Chu Dương nên gọi cháu là anh, Chu Hằng Thiên nói. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là mọi người định điều đi 2 hoàng đế võ giả để đối phó với anh Chu Dương à, Chu Minh sốt ruột hỏi. Chu Minh là con cháu của Chu gia, về cơ bản đã là người thừa kế này được toàn bộ Chu gia công nhận, Chu Minh là thế hệ sau duy nhất có thể lên tiếng trong hội trưởng lão. Hội trưởng lão cũng sẽ không xem nhẹ lời nói của hắn, đúng vậy, Tiểu Minh, cậu có thấy buồn cười không, để chống lại người em chưa từng gặp mặt đó của cậu, mà gia chủ muốn điều động tận 2 hoàng đế võ giả. Tiểu Minh, tôi nói này, bây giờ cậu có thể chuẩn bị thay chức gia chủ của chú cậu rồi đó, đại trưởng lão châm chọc nói. Nhưng Chu Minh lại xua tay khinh thường nói với các vị trưởng lão, mấy người thì biết gì chứ, đó là Chu Dương đại ca của tôi đấy. Điều đi 2 hoàng đế võ giả để chống lại đại ca của tôi. Nằm mơ đi, đương nhiên nếu mọi người sử dụng càng ít lực lượng vậy thì càng không đủ sức để chống lại. Đọc nhanh tại tamlins247.net lulu 247. Mọi người dự định khi nào rời đi, tôi cũng muốn đi cùng xem thế nào. Chu Hằng Thiên nhún vai với các trưởng lão, bây giờ mọi người còn muốn nói gì? Không còn cách nào khác. Gia chủ đương nhiệm và người thừa kế tiếp theo đều đồng ý sử dụng 2 hoàng đế võ giả, các trưởng lão cũng chỉ có thể đồng ý. Chỉ có điều bọn họ đều nhìn về phía Chu Minh, Tiểu Minh, cậu muốn đi theo là có ý gì? Tôi nghe được ý trong câu nói của cậu, xem ra quan hệ của cậu và Chu Dương cũng khá tốt. Sau khi cậu đi qua đó dù có nhìn thấy Chu Dương bị đánh bại hoàn toàn, cậu cũng không được lạm dụng quyền lực cá nhân để ra lệnh cho hoàng đế võ giả của chúng ta không được làm cậu ta bị thương. Hội trưởng lão hơi lo lắng dặn dò. Bọn họ chấp nhận điều đi 2 hoàng đế võ giả, nghĩa là có rất nhiều quyết tâm, phải ăn tươi nuốt sống Chu Dương. Nếu Chu Minh đi theo, dùng thân phận người thừa kế Chu gia của mình để thả Chu Dương đi vào thời điểm quan trọng, thì điều đó còn mất nhiều hơn. Nhưng Chu Minh lại xua tay, thản nhiên nói, yên tâm đi, tôi sẽ không làm như vậy đâu. Tôi chỉ muốn đi xem Chu Dương đại ca đánh bại Chu gia của chúng ta như thế nào. Chương 1136, đến tận cửa. Giọng điệu của Chu Minh rất chắc chắn, dường như Chu Dương có thể quật ngã 3 tên hoàng đế võ giả, là chuyện hết sức đơn giản. Nhưng những lời này đã khơi dậy sự chế giễu của hội trưởng lão. Tiểu Minh, không phải cậu cũng ngốc luôn rồi đó chứ? Chú Chu Hằng Thiên của cậu nói cần 3 người hoàng đế võ giả để đối phó với Chu Dương đã là nói quá lắm rồi. Mà ngay cả đến cậu cũng nói cho dù chúng tôi điều đi 3 hoàng đế võ giả cũng sẽ bị cậu ta đánh bại, như vậy không phải rất quá đáng sao? Đúng vậy,
vốn dĩ tôi rất vừa lòng khi cậu là người thừa kế, còn tưởng cậu thật sự là người thông minh nhất thế hệ sau, nhưng bây giờ xem ra cậu cũng bị hoa mắt rồi. Các vị trưởng lão của hội trưởng lão đều chế giễu, bọn họ dù nghĩ như thế nào cũng không hiểu nổi, tên Chu Dương này rốt cuộc là người như thế nào. Tại sao gia chủ bây giờ Chu Hằng Thiên và gia chủ kế tiếp gần như chắc chắn là Chu Minh lại đánh giá cao anh như vậy? Không phải chỉ là một hoàng đế võ giả nho nhỏ thôi sao? Làm sao có thể cạnh tranh được với Chu gia của bọn họ, một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô? Tuy rằng hoàng đế võ giả rất ít, nhưng không phải bọn họ chưa từng gặp. Bởi vậy, hội trưởng lão sẽ không bao giờ tin Chu Dương có thể chống lại được ba người hoàng đế võ giả. Lúc này Chu Minh chỉ khịt mũi, hiểu biết nông cạn. Mọi người không tin anh Dương của tôi, đó là bởi vì các người chưa từng tiếp xúc với anh ấy. Nếu như mọi người tiếp xúc với anh Dương rồi, thì chắc chắn sẽ không nói những câu như vậy đâu. Mọi người chưa từng tiếp xúc, còn tôi thì đã từng, tại sao lại kết luận phán đoán của tôi không chính xác bằng mọi người chứ? Chu Minh sẽ không bao giờ quên cái đêm lần đầu tiên gặp Chu Dương. Cái thái độ lạnh lùng và cú đấm dứt khoát quyết tâm của Chu Dương. Cú đấm đó chỉ đấm thẳng về phía mặt của hắn, chứ không thật sự chạm vào hắn. Nhưng Chu Minh vẫn cảm nhận được sự quyết tâm của Chu Dương từ cú đấm trong gió đó. Đây cũng là lý do tại sao hắn liều mạng đi theo Chu Dương đến như vậy. Chu Dương nhất định là một thiên tài, cú đấm của anh đêm đó hoàn toàn khiến Chu Minh kinh ngạc. Hắn đã từng nhìn thấy hoàng đế võ giả, nhưng hắn chưa từng gặp người nào như Chu Dương. Không phải bởi vì Chu Dương là một hoàng đế võ giả, mà bởi vì ánh mắt và lòng quyết tâm của Chu Dương. Một người có ánh mắt như vậy thì tuyệt đối sẽ không thua. Đây là quan điểm của Chu Minh. Vì vậy ngay khi nghe tin Chu gia sẽ phái hai hoàng đế võ giả đến hợp tác với một hoàng đế võ giả của các gia tộc khác, hắn liền bày tỏ ý kiến của mình. Chu Dương sẽ đánh bại được Chu gia. Ôm ấp suy nghĩ này, Chu Minh đi theo đoàn người của Chu gia, sau đó lại tập hợp lại với một hoàng đế võ giả từ những gia tộc còn lại. Ba hoàng đế võ giả cùng tập hợp. Nếu chuyện này để lộ ra ngoài, chắc chắn đây sẽ là một sự kiện lớn gây chấn động phương Đông. Chỉ là mọi người đều giữ bí mật về lần hành động này, một đội ngũ lặng lẽ di chuyển về phía tập đoàn Chu Thị. Tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Chu Thị hôm nay vô cùng yên tĩnh, ngay cả cửa cũng đóng chặt, cũng không có nhân viên bảo vệ trông coi ngoài cửa, người nào không biết có khi còn nghĩ là tập đoàn này đã đóng cửa. Nhưng ngay sau đó, một đoàn xe sang trọng đã dừng trước cửa tập đoàn Chu Thị. Khoảnh khắc nhìn thấy đoàn xe này, những người đi đường đi qua đều kinh ngạc dừng lại theo dõi. Biển số xe của bốn gia tộc lớn. Bốn gia tộc lớn đồng thời xuất hiện, rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cho họ cùng lúc xuất hiện như vậy? Tập đoàn Chu Thị này thực sự là một sản nghiệp của Chu gia ư? Chẳng trách có thể phát triển trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tổng cộng có bốn chiếc xe, nhưng những nhân vật bên trong đều là những người cực kỳ không tầm thường. Các gia chủ của bốn gia tộc lớn, ba hoàng đế võ giả, cộng thêm Chu Minh là người thừa kế của Chu gia. Đội hình như vậy, dù là ở thủ đô cũng đều có thể tung hoành ngang dọc, muốn làm gì thì làm. Một đoàn người vẻ mặt trang nghiêm bước thẳng về phía tập đoàn Chu Thị. Bọn họ là ai vậy? Nếu tôi không nhầm thì đó chắc là gia chủ của bốn gia tộc lớn. Giọng nói sắc bén của một người vang lên. Bọn họ không nhận ra hoàng đế võ giả, nhưng bọn họ rất quen thuộc với gia chủ của bốn gia tộc lớn. Trời ạ, gia chủ của bốn gia tộc lớn đều xuất hiện cùng lúc. Chuyện quái gì đang xảy ra? Tôi không biết, đừng nhìn nữa, cũng đừng nói gì, chuyện này không liên quan gì đến người thường như chúng ta phải tránh xa một chút, lập tức có người lựa chọn đảm bảo an toàn cho bản thân, tránh xa chỗ này. Đám người bình thường nhanh chóng tản đi, tuy rằng cuộc tập hợp gia chủ của bốn gia tộc lớn rất chấn động, nhưng muốn tiếp xúc với trình độ này thì rất khó đối với những người bình thường. Dẫn đầu là Chu Hằng Thiên và Chu Minh. Một nhóm người đã đi tới cửa tập đoàn Chu Thị. Cửa tuy đóng chặt nhưng không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là đã mở được. Đây là đang chào đón chúng ta sao? Chu Hằng Thiên thản nhiên nói. Hừ, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Một tập đoàn Chu Thị còn con, cho dù đã bố trí trước cạm bẫy, thì còn có thể tạo nên sự uy hiếp ta gì chứ? Gia chủ của gia tộc Đệ Ngũ hơi khinh thường nói. Gia chủ Đệ Ngũ, ông lại nói sai rồi, không thể có cạm bẫy được. Nhưng là bên trong nhất định có uy hiếp ta, tôi khuyên ông không nên xem thường, Chu Minh nói. Vừa nói chuyện,
vừa đi đến một cánh cửa đầu tiên. Đẩy cửa vào bên trong thì chính là đại sảnh. Đúng như Chu Minh nói, xem ra trong tập đoàn Chu Thị này không có cạm bẫy nào. Bởi vì đại sảnh rất vắng vẻ yên tĩnh, nhưng lại có một người. Một mình Hổ Gia ngồi chê y chiếc ghế bành đặt giữa đại sảnh. Nhìn thấy mọi người đẩy cửa vào, ông ấy lập tức nở một nụ cười rất cởi mở chào mừng mọi người. Khách hàng tới tập đoàn Chu Thị của chúng tôi là có chuyện gì muốn bàn bạc sao? Hổ Gia không đứng dậy mà vẫn lười biếng ngồi chê y ghế, giọng nói đầy giễu cợt. Đây rõ ràng là khiêu khích. Hổ Gia ở Đông Hải phải không? Lá gan này của ông thật sự rất lớn, cho rằng khi ở Đông Hải thì không ai có thể đánh lại Hứa Gia của các người, thì khi đến thủ đô cũng sẽ không có ai đánh lại các người phải không? Gia chủ của gia tộc Đệ Ngũ nói thẳng, lý do tại sao chúng tôi lại tới đây thì không cần phải nói nhiều nữa. Tập đoàn Chu Thị, các người cũng có thể đặt tên như vậy sao? Mấy chục tông sư võ giả lần trước chúng tôi phái tới, hình như không khiến cho ông ghi nhớ nhỉ? Không phải chứ đại ca, tên công ty của chúng tôi mà các người cũng muốn quản sao? Độc đoán đến vậy à? À đúng rồi, về chuyện mấy chục tên tông sư võ giả mà ông nhắc đến, bọn họ thật sự vẫn chưa dạy dỗ tôi gì cả, không phải là tôi dạy dỗ bọn họ một trận sau đó đuổi đi rồi sao? Hổ Gia không dè chừng gì, thẳng thừng nói. Nhưng ông ấy thật sự không hề muốn kiêng nể, dù sao cũng có Chu Dương ở đây, mục đích của ông ấy ngồi ở chỗ này là muốn cho mấy lão già này khởi đầu tốt. Ông, lá gan của ông thật sự rất lớn, gia chủ Đệ Ngũ rất tức giận, được, ông được lắm. Lần trước tông sư võ giả không dạy dỗ được ông đúng không, vậy lần này thì sao? Lần này ông có chắc tập đoàn Chu Thị của các người có thể chống đỡ được không? Tuy rằng lần này rất ít người, nhưng lại có hoàng đế võ giả. Chương 1137, bố con gặp mặt. Hổ Gia của Hứa Gia ở Đông Hải, bây giờ tôi cho phép ông hung hăng, gia chủ của gia tộc Đệ Ngũ nói, nhưng ông sẽ phải trả giá cho sự hung hăng của ông. Mấy chục tông sư võ giả lần trước không dạy dỗ được ông đúng không? Được, tôi thừa nhận. Hơn nữa ông xem lần này chúng tôi còn đưa tới ít người hơn lần trước. Nhưng ông biết chúng tôi có thân phận gì không? Người thừa kế và gia chủ của Chu Gia. Gia chủ của ba gia tộc lớn và ba hoàng đế võ giả. Hổ Gia, ông đừng nghĩ rằng số người lần này chúng tôi đưa tới ít, ông bất cẩn rồi, ông có chắc muốn đối đầu với chúng tôi không? Gia chủ của gia tộc Đệ Ngũ lạnh lùng nói, trong giọng điệu lộ vẻ khoe khoang. Có lẽ đội hình này của bọn họ sẽ dọa Hổ Gia sợ chết cây Iota. Hổ Gia ở Đông Hải, ông từng gặp hoàng đế võ giả chưa? Mà lần này họ điều động đến ba hoàng đế võ giả. Đúng lúc này Chu Minh lại ngắt lời ông ta, này này, đừng lôi tôi vào. Không có liên quan đến tôi. Chu Minh bất mãn nhìn gia chủ của gia tộc Đệ Ngũ rồi nói một câu, sau đó nhìn Hổ Gia, hì, Hổ Gia, lâu ngày không gặp, tôi cùng một hội với các ông, chứ không cùng hội với họ đâu. Hổ Gia và Chu Minh cũng coi là thân quen sau khi sống ở Đông Hải một tuần. Hổ Gia nở nụ cười thân thiện đáp lại, Tiểu Minh, đúng là lâu rồi không gặp. Sắc mặt gia chủ Đệ Ngũ sau khi nghe cuộc hội thoại giữa hai người liền co giật. Sao có thể để người của mình đến phá đám chứ? Nhưng ông ta cũng không dám dạy dỗ Chu Minh, ông ta nói với Hổ Gia, hừ, đừng tưởng các người quen biết con cháu Chu Gia thì có thể thoát nạn. Hổ Gia, tôi có lòng nhắc nhở ông, bây giờ quỳ xuống khấu đầu vẫn còn kịp. Hiệu suất làm việc của nhân vật lớn khá cao, mọi người cũng không nói những lời sáo rỗng, mục đích bọn họ đến đây là để kiếm chuyện. Muốn đập tan tập đoàn Chu Thị. Không cần làm những việc vô bổ, chỉ cần trấn áp về mặt khí thế, xem có thể đánh bại người khác mà không cần chiến đấu hay không, rồi thẳng thừng ra tay là được. Nhưng sao có thể đánh bại người khác mà không cần chiến đấu chứ? Hổ Gia cũng chế nhạo, ồ, sợ quá cơ, gia chủ của bốn gia tộc lớn cùng nhau đến thăm công ty chúng tôi, thật sự khiến công ty chúng tôi vừa mừng vừa lo. Là như vậy, vì thân phận của các người quá cao quý. Công ty chúng tôi thật sự không có gì để chiêu đãi sao cho xứng với thân phận của các người, thành thật không thể cho khách vào nhà. Cút đi, nhân lúc chúng tôi còn chưa ra tay thì hãy mau chóng cút khỏi đây. Cuộc đàm phán thất bại, hai bên không ai chịu nhường bước, thậm chí người này nói tàn nhẫn hơn người kia, hoàn toàn không cần phải tiếp tục. Bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Lúc này Chu Hằng Thiên mở lời, được rồi, nếu mọi người đều biết được giới hạn của đối phương. Vậy không cần phải lãng phí thời gian nữa.
Hổ gia, ông không có tư cách ở đây nói chuyện với chúng tôi, nhưng nếu ông đã ngồi ở đây, vậy thì chứng tỏ ông cũng có một chút thực lực. Ông thể hiện sức mạnh của ông đi, nếu không bên chúng tôi sẽ ra tay trước. Đội hình bên chúng tôi có 3 hoàng đế võ giả. Chu Hằng Thiên lãnh đạm nói, trong lời nói không hề giận dữ nhưng vẫn đầy ý răn đe. Không hổ danh là gia chủ Chu gia, đứng đầu trong 4 gia tộc lớn. Hổ gia cũng nhìn ông, thầm nghĩ người này chính là bố của Chu Tiên Sinh. Nhưng xem ra hoàn toàn không đẹp trai bằng Chu Tiên Sinh. Được rồi, nếu Chu gia chủ đã nói như vậy, tôi cũng chỉ có thể ngửa bài. 3 hoàng đế võ giả thật sự là những quân bài rất mạnh, có lẽ các người cũng đoán được sức mạnh của tôi rồi. Chu Tiên Sinh, có người gọi cậu, hổ gia hét về phía sau. Không có động tĩnh, nhưng hổ gia cũng không hề bối rối, ông nở nụ cười nhìn về nhóm người Chu Hằng Thiên. Nhóm người Chu Hằng Thiên khá căng thẳng nhìn phía sau hổ gia. Suy cho cùng Chu Dương là một hoàng đế võ giả, tuy chỉ có một người nhưng lại là một hoàng đế võ giả mà đi đến đâu cũng không ai dám coi thường. Nhưng mãi vẫn không có ai xuất hiện ở sau lưng hổ gia. Hừ, không phải lừa gạt người khác chứ, gia chủ của gia tộc Đệ Ngũ lại nói, không sai, chúng tôi biết thằng nhóc kia là ai. Chẳng phải là đứa con rơi của Chu gia sao, hình như cũng được coi là thiên tài, đã đạt cảnh giới hoàng đế võ giả, nhưng suy cho cùng, cậu ta cũng chỉ có một mình. Tôi thấy, hôm nay cậu ta không dám đến, đừng nói cậu ta không đến, cho dù đến thì chúng tôi cũng không sợ cậu ta. Bên phía chúng tôi có 3 hoàng đế võ giả. Gia chủ Đệ Ngũ nói với vẻ dương dương tự đắc. Nhưng hổ gia vẫn cười, không có phản ứng gì. Lúc này, đột nhiên có người vỗ vào vai gia chủ Đệ Ngũ, sau đó vang lên một giọng nói sau lưng ông ta, ông già, cẩn thận kẻo bị nghiệp quật. Chết tiệt, cái quái gì vậy, gia chủ Đệ Ngũ sợ hãi, vội vàng quay người, sau đó bộ dạng giống như gặp ma. Chu Dương lại xuất hiện sau lưng ông ta. Hơn nữa không biết xuất hiện từ khi nào, ngay cả vẻ mặt của 3 hoàng đế võ giả cũng hết sức ngạc nhiên. Cái gì gọi là có chút tài năng, có bản lĩnh thì ông trở thành một hoàng đế võ giả thử xem, ông đây mới tu luyện chưa đầy 3 năm đó, Chu Dương vừa nói vừa đi về phía hổ gia. Hổ gia cười như điên dại. Cách này của Chu Dương quá vi diệu, thật ra anh sớm đã âm thầm trà trộn vào đội ngũ của đối phương, sau đó đi theo bọn họ. Còn đám người này lại sững sờ không hề phát hiện trong nhóm của mình có thêm một người. Động tác của Chu Dương khiến tâm trạng của nhóm người này lập tức trở nên hồi hộp, kinh ngạc nhìn bóng lưng của anh. Thật khó tưởng tượng, nếu vừa nãy Chu Dương ra tay với bọn họ thì sẽ có thảm cảnh ra sao? Còn người ngạc nhiên nhất chính là Chu Hằng Thiên. Đây là con trai của ông sao? Tốc độ trưởng thành này thật sự vượt xa sức tưởng tượng của ông. Nhìn bóng lưng của Chu Dương có vẻ rất bình thường, thậm chí cho người khác cảm giác lười biếng, thờ ơ, không tồn tại. Nhưng cảm nhận một cách cẩn thận, có thể nhận thấy một phong thái tự tin tuyệt đối từ bóng lưng đó. Chính vì sự tự tin tuyệt đối nên sẽ có cảm giác lười biếng, cả cơ thể như toát ra sự chế giễu. Con trai của ông đã mạnh mẽ đến mức độ nào? Đi ra từ trong nhóm người của bọn họ mà lại không làm gì, hơn nữa cả người vẫn ở trạng thái biếng nhác. Tất cả cho thấy Chu Dương đã mạnh đến mức độ nhất định, hoàn toàn không xem trọng bọn họ. Nhưng sao có thể chứ? Cho dù Chu Dương là hoàng đế võ giả, nhưng phía bọn họ có 3 hoàng đế võ giả khác, thằng nhóc này quá kiêu ngạo rồi đấy. Còn khuôn mặt Chu Minh ở bên cạnh khi nhìn thấy bóng lưng của Chu Dương lại rất hưng phấn. Đúng rồi, đây mới là anh Dương. Chương 1138, áp chế tuyệt đối. Giống hệt với Chu Dương trong ký ức của Chu Minh. Ngang ngược, bá đạo, muốn làm gì thì làm nhưng vẫn tự tin tuyệt đối. Đây chính là người đàn ông khiến Chu Minh phục sát đất. Chu Dương đến bên cạnh hổ gia, sau khi đấm hổ gia một cái mới quay người lại, nhìn nhóm người Chu Hằng Thiên, nói một cách uể oải, tôi là sức mạnh của hổ gia. Các người có chiêu thức gì thì mau đưa ra đi, tôi sẽ đón nhận. Anh Dương cố lên, đánh bại đám rác rưởi này, Chu Minh không khỏi thét lên. Sắc mặt của những người đó trở nên u ám, đại ca, nếu cậu muốn hét thì cậu đứng bên kia hét được không? Cậu đứng bên đây hét thì có ý gì? Nhưng lúc này, mọi người căn bản không chú ý đến Chu Minh. Cách Chu Dương xuất hiện quá đặc biệt, khiến bây giờ bọn họ nghĩ lại còn dùng mình. Chu Hằng Thiên nhìn chằm chằm vào Chu Dương, một hồi lâu mới nói, có lẽ cậu đoán ra tôi là ai rồi phải không? Không cần đoán,
Chu Dương nhìn ông, tôi đã điều tra rồi, ông là Chu Hằng Thiên danh tiếng lẫy lừng, gia chủ của Chu gia. Về mặt sinh học thì được coi là bố của tôi, à đúng rồi, tôi còn phải cảm ơn số vốn khởi nghiệp 20 triệu ông đưa cho tôi 3 năm trước, nếu không thì tôi thật sự không thể có được thành tựu ngày hôm nay. Chu Dương cười nhạt nói, xin hỏi Chu tiên sinh, câu trả lời này của tôi đúng chứ? Khi nghe Chu Dương nói người bố về mặt sinh học, con người của Chu Hằng Thiên co rút lại một cách dữ tợn. Nhưng ông không có biểu cảm gì khác thường, mà dùng giọng điệu bình thản đáp lại giống như Chu Dương, có thể nói là rất chính xác. Thật ra có một số chuyện tôi vẫn muốn giải thích với cậu. Nhưng bây giờ thì thôi vậy, cậu chắc chắn là cậu đủ tự tin đánh bại sức mạnh của ba hoàng đế võ giả sao? Có lẽ cậu nên gọi toàn bộ tông sư võ giả dưới trướng của cậu ra, thì mới có thể giúp cậu ngăn cản một hoàng đế võ giả, Chu Hằng Thiên nói. Chu Dương khẽ cười, Chu tiên sinh đang lo lắng cho tôi sao? Sắc mặt của Chu Hằng Thiên khẽ thay đổi, cậu cũng có thể lý giải như vậy. Nếu là quan tâm thì không cần đâu. Cứ để hoàng đế võ giả của ông đến thử sức, tôi và đám chó theo chân ông không cùng một cảnh giới. Phải nói rằng Chu Dương vừa mới trở thành hoàng đế võ giả, nếu chiến đấu với một hoàng đế võ giả thành thục sẽ rất tốn sức. Cho dù sau khi lĩnh hội được chiêu thức lãnh vực hoàng đế, anh cũng chỉ có thể đánh bại một người, nếu hai người cùng lên thì Chu Dương sẽ lâm vào một trận chiến gian khổ. Anh chỉ có thể chạy trốn hoặc đầu hàng nếu cùng lúc chống lại ba hoàng đế võ giả. Đáng tiếc, bây giờ không phải trước đây, Chu Dương đã là tối thượng hoàng đế, ba hoàng đế võ giả không đủ chống lại anh. Ngay cả những tiên sư bình thường, anh cũng chẳng coi ra gì. Nếu cậu vẫn cố chấp như vậy, thì tôi cũng không nói gì nữa, Chu Hằng Thiên đồng ý, sau đó lùi lại. Ba gia chủ khác cũng lùi về sau một bước, lúc bọn họ lùi lại thì ba hoàng đế võ giả nhảy ra. Chỉ có tên ngốc Chu Minh vẫn không tiến không lùi, đứng nguyên tại chỗ hưng phấn nói, anh Dương cố lên. Anh Dương vô địch, tên này làm Chu Dương hơi ngượng ngùng. Ra tay đi, Chu Hằng Thiên nói với vẻ mặt nghiêm túc. Ba hoàng đế võ giả bày ra thế trận, Phong Hoàng, Bạch Triển Đường. Lôi Hoàng, Lôi Quảng Khôn. Vũ Hoàng, Hải Long Cương. Bọn họ tự hét lên môn phái của mình, sau đó nhìn Chu Dương, thằng nhóc, cậu học võ công từ đâu? Trẻ như vậy đã trở thành hoàng đế võ giả, biệt hiệu của cậu là gì? Thì ra các người thích đặt biệt hiệu cho mình sao? Chu Dương khẽ lắc đầu, thật vô vị, tôi không có thứ như biệt hiệu. Nếu muốn thì các người cứ gọi tôi hoàng đế là đủ rồi. Quỳ xuống, lời nói của Chu Dương đột ngột thay đổi. Lúc anh vừa dứt lời, ba vị hoàng đế võ giả hùng hổ kia bỗng quỳ ngay trước mặt anh. Sức mạnh quỳ xuống không nhẹ. Động tác mạnh mẽ, chỗ sàn bị quỳ hiện ra một hố lớn. Cái này, không phải chứ, những người có mặt đều ngạc nhiên. Không phải, đã nói rõ là đánh nhau mà, nói là chiến đấu ác liệt, có chuyện gì mà mới gặp mặt đã quỳ xuống vậy? Gia chủ của bốn gia tộc lớn cảm thấy thắc mắc khó hiểu và cực kỳ khó chịu trước cảnh tượng trước mắt. Nhưng chê y thực tế, ba vị hoàng đế võ giả đang quỳ kia còn khó chịu hơn bọn họ nhiều. Bọn họ cũng không muốn quỳ. Quan trọng là cơ thể không nghe lời. Mất mặt là một chuyện, bọn họ vẫn đang chấn động trong lòng, trước giờ bọn họ chưa từng gặp đối thủ mạnh mẽ khi làm hoàng đế võ giả nhiều năm như vậy. Đây là, lãnh vực của hoàng đế, Phong Hoàng nói bằng giọng điệu run rẩy. Ba người bọn họ không thể sử dụng chiêu thức lãnh vực của hoàng đế vì sự tồn tại của lãnh vực hoàng đế tương đương với việc bước chân vào cảnh giới tiên sư, sự tồn tại như vậy có thể nói rất hiếm thấy. Mà Chu Dương lại làm được. Không, không, sợ rằng không hề đơn giản như vậy, nếu là chiêu thức lãnh vực của hoàng đế thì cũng không thể ép buộc ba hoàng đế võ giả cùng quỳ gối, Lôi Hoàng nói rất chắc chắn. Hoàng đế võ giả có thể sử dụng chiêu thức lãnh vực của hoàng đế, mặc dù tài giỏi khác thường, năng lực rất mạnh nhưng nói trắng ra, anh cũng chỉ có một chiêu thức mà thôi, người dùng chiêu này chắc chắn chỉ là một hoàng đế võ giả. Sao có thể vừa gặp mặt đã khiến ba hoàng đế võ giả quỳ xuống không động đậy? Tiên sư, Vũ Hoàng lộ vẻ sợ hãi. Nếu Chu Dương là tiên sư thì bọn họ tuyệt đối không có cơ hội thắng. Thật ra bọn họ đã không có cơ hội thắng trong tình huống bây giờ, nhưng cũng vì như vậy mà Vũ Hoàng mới kết luận Chu Dương chắc chắn là một tiên sư. Sao có thể như vậy, nếu là tiên sư thì không phải nên bay vào thế giới nhỏ sao? Tại sao cậu ta vẫn có thể ở đây? Tất cả mọi người trong bốn gia tộc lớn đột nhiên hoảng loạn. Chu Dương lại là một tiên sư.
lần này bọn họ xong đời rồi, cho dù tất cả cùng ra tay, bao gồm tất cả hoàng đế võ giả cũng không phải là đối thủ của Chu Dương. Cho dù bốn gia tộc lớn liên minh lại cũng chỉ như đứa trẻ yếu đuối trước mặt Chu Dương. Nhưng cậu ta mới tu hành 3 năm, sao có thể trở thành một tiên sư? Chê y thế giới này thật sự có một tài năng quái dị vậy sao? Gia chủ đệ ngũ vẫn không dám tin. Còn ánh mắt của Chu Hằng Thiên nhìn Chu Dương sáng rực lên, dáng vẻ suy tư. Lúc này Chu Dương nói, tôi không phải tiên sư gì đó. Nhưng cũng không quan trọng, các người còn có thủ đoạn nào nữa không? Chương 1139, trò chuyện. Có thể nói rằng Chu Dương không có thiện cảm với Chu gia. Nói ra thì Chu gia thực sự không hề nợ anh thứ gì. Cho dù là việc sinh anh ra sau đó bỏ mặc, anh không hề quan tâm, cũng không hề oán hận bọn họ. Anh chính là một người như vậy, trong lòng có sự kiêu ngạo cực lớn. Sự kiêu ngạo của anh không cho phép bản thân anh tính toán những chuyện nhỏ nhặt, chẳng qua chỉ là bị bỏ rơi thôi mà, sau khi bỏ rơi cùng lắm là không còn quan hệ, không ai nợ ai là được rồi, không cần phải oán hận lẫn nhau. Thậm chí sau khi Chu Hằng Thiên bí mật đưa cho anh 20 triệu, Chu Dương còn cảm thấy biết ơn. Ơn nghĩa này không đồng nghĩa với việc anh phải hết lòng đi theo Chu gia, hoàn toàn bán tính mạng của mình cho Chu gia. Anh dự định trả lại 200 triệu cho Chu gia. Như vậy hai bên sẽ không ai nợ ai. Nhưng có một điểm vô cùng quan trọng, Chu gia nhất định phải có một lời giải thích với mẹ của anh. Nếu như không có, anh sẽ không tha thứ cho Chu gia. Vì vậy anh đã thành lập tập đoàn Chu Thị ở thủ đô, mục đích thực sự cũng là để thay thế Chu gia, ép Chu gia đến tận cửa xin lỗi anh. Các ông không phải là gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn sao? Vậy thì tôi sẽ tạo ra một thế lực còn lớn mạnh hơn Chu gia của các ông, hơn nữa cũng tên là tập đoàn Chu Thị. Để tôi xem các ông còn mặt mũi nào ở thủ đô nữa hay không. Đây là dự định ban đầu của Chu Dương, nhưng bố của anh cũng đã dự tính được điều này. Khi tập đoàn Chu Thị mới phát triển được một nửa đã gặp phải một số khó khăn, bốn gia tộc lớn chủ động tìm đến tận cửa. Lúc này Chu Dương cần phải đích thân ra tay. Không cần phải làm cho tập đoàn Chu Thị đạt đến trình độ cao nhất nữa, bây giờ Chu Dương hoàn toàn có thể đánh bại bốn gia tộc lớn. Chỉ cần bọn họ dám xuất hiện, anh sẽ khiến bọn họ hối hận. Chu Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người ở trước mặt, nói đi, các ông còn có thủ đoạn gì nữa? Đem hết ra đi. Gia chủ của bốn gia tộc lớn, ba hoàng đế võ giả, thật phô trương. Nếu hôm nay tôi giữ toàn bộ các ông lại, ông nói xem bố cục của thủ đô sẽ thay đổi thế nào. Giọng nói của Chu Dương rất bình tĩnh, những lời nói này hoàn toàn không mang ý uy hiếp. Nhưng gia chủ của bốn gia tộc lớn sau khi nghe xong lại âm thầm nuốt nước bọt. Chu Dương thật sự có năng lực giữ bọn họ ở lại sao? Đừng, đừng, gia chủ đệ ngũ là người trước đó hung hăng nhất, bây giờ lại là người nhận sai nhanh nhất cái đó, Chu tiên sinh à, lần này là do chúng tôi đường đột. Cậu bỏ qua cho chúng tôi một lần, chúng tôi đảm bảo sau này sẽ không gây rắc rối của tập đoàn Chu Thị nữa. Gia chủ của gia tộc đệ ngũ vội vàng nói. Đùa gì chứ, còn gây rắc rối sao, bây giờ ngay cả giữ được mạng bọn họ cũng đang phải vất vả đây. Chê y gương mặt của Chu Dương thoáng qua sự giễu cợt, thật sao? Như thế thì tập đoàn Chu Thị của tôi có thể thay thế địa vị của bốn gia tộc lớn các ông rồi đúng không? Thần thoại thống trị thủ đô hàng trăm năm của các ông sắp phải kết thúc rồi, các ông cam tâm sao? Chuyện này đối với bốn gia tộc lớn mà nói quả thật khó có thể chấp nhận được. Nhưng kể cả không thể chấp nhận cũng phải chấp nhận. Tình hình bây giờ đã rõ ràng như thế rồi, đừng nói bọn họ chỉ phái ra ba hoàng đế võ giả, vẫn chưa dùng hết sức lực, cả bốn gia tộc lớn liên thủ sẽ có tổng 10 hoàng đế võ giả. Nhưng cho dù bọn họ có phái ra hết các hoàng đế võ giả cũng chỉ có thể bị đánh bại mà thôi. Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối trước mắt, bọn họ không cam tâm thì có thể làm gì chứ? Vấn đề này không hề liên quan đến việc bốn gia tộc lớn bọn họ có cam tâm hay không. Có một số vấn đề không phải chỉ cần xem tâm trạng của bọn họ là có thể giải quyết. Vì vậy gia chủ đệ ngũ cười gượng và nói, Chu tiên sinh, cậu nói đùa rồi. Chuyện này cậu còn cần phải suy nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi sao? Cậu cứ yên tâm đi, từ nay về sau bốn gia tộc lớn chúng tôi đảm bảo sẽ không gây rắc rối cho cậu thêm nữa, cậu thấy sao? Ồ, là thế à, Chu Dương gật đầu. Sau đó đột nhiên chuyển chủ đề, hóa ra là như vậy, các ông có cảm thấy bản thân mình vĩ đại không?
Khá hào phóng đấy chứ, từ nay trở về sau không đến gây rắc rối cho tập đoàn Chu thị của chúng tôi nữa, đây không phải là một ân huệ lớn với chúng tôi hay sao? Cái này, gia chủ Đệ Ngũ nói không nên lời. Ông ta đã biết Chu Dương sẽ không dễ dàng gì mà bỏ qua cho mình. Nói thẳng ra quả thật là bọn họ đã chọc giận Chu Dương trước. Chọc giận đối phương sau đó phát hiện ra sự việc không đúng liền lập tức muốn toàn mạng rút lui sao? Chê y đời có chuyện tốt như vậy sao, nếu như có thì mỗi một kẻ xấu đều có thể trắng trợn mà gây hấn rồi. Trả giá là điều tất yếu, chỉ có điều gia chủ Đệ Ngũ thật sự không biết bây giờ bản thân có thể lấy ra thứ gì mới có thể khiến Chu Dương hài lòng. Người thanh niên trước mặt này là người đứng ở chê y đỉnh của thế giới. Có thể đánh bại hoàng đế võ giả, chê y thế giới này còn có thứ gì cậu ta không có được. Bốn gia tộc lớn ở trước mặt cậu ta giống như một đứa em trai nhỏ bé, bọn họ có gì có thể lấy ra để chống đối Chu Dương chứ? Vì vậy gia chủ Đệ Ngũ chỉ có thể giữ im lặng. Chu Dương hờ hứng cười một tiếng, được rồi, thật ra tôi không có hứng thú với các ông. Chuyện xử phạt các ông để sau rồi tính, nếu như biểu hiện của các ông tốt, có lẽ tôi cũng sẽ quên đi chuyện này. Bốn gia tộc lớn vừa nghe lập tức vô cùng vui mừng. Đây quả thật là nhân vật lớn. Đối xử với bốn gia tộc bọn họ qua loa như vậy nhưng bọn họ lại không hề thấy bất mãn, ngược lại còn cảm thấy bản thân chiếm được lợi ích rất lớn. Cho rằng đây là ân huệ mà Chu Dương cho bọn họ. Cảm ơn Chu tiên sinh, gia chủ Đệ Ngũ dẫn đầu, gia chủ của hai gia tộc khác cũng lần lượt khom người với Chu Dương thể hiện sự kính trọng, nếu sau này Chu tiên sinh có gì giao phó. Bốn gia tộc lớn của chúng tôi dù thế nào cũng sẽ cam tâm tình nguyện nghe theo. Chu Dương không để tâm đến việc đây rốt cuộc có phải một lời nói khách sáo hay không. Anh liếc nhìn Chu Hằng Thiên. Chu Hằng Thiên vừa rồi không xin lỗi với ba vị gia chủ của ba gia tộc kia mà nhìn Chu Dương chằm chằm. Hôm nay tôi có một yêu cầu duy nhất, kể từ giờ phút này xóa sổ Chu gia, tôi muốn nhìn thấy Chu gia tan rã, ông thấy có thích hợp không? Chu Dương hỏi. Gia chủ của ba gia tộc lập tức sững sờ. Hóa ra đây mới là mục đích của Chu Dương. Mặc dù Chu Dương tha cho bọn họ nhưng ánh mắt vẫn nhằm vào Chu gia. Lúc này ba người đột nhiên do dự. Bốn gia tộc lớn là đồng minh. Nhưng có một câu nói rất hay, chê y thế giới này không có bạn bè tuyệt đối, chỉ có lợi ích là mãi mãi. Bốn gia tộc lớn thành lập liên minh là bởi vì giữa bọn họ có lợi ích chung. Nhưng bây giờ không giống như vậy nữa. Gặp phải Chu Dương, tuyệt đối chỉ có một chữ chết. Trong hoàn cảnh như vậy, bọn họ còn cần thiết đứng cùng một phe với Chu gia nữa sao? Chương 1140, xóa sổ. Việc xóa sổ Chu gia, xem ra ba gia tộc đã có quyết định. Không cần quan tâm Chu gia có bằng lòng hay không. Người ta mạnh hơn bạn nhiều như vậy, hỏi bạn cũng chỉ là cho bạn chút thể diện mà thôi, lẽ nào bạn còn thật sự dám trả lời một chữ không? Sau khi trả lời không, đến khi người ta ra tay, ngay cả gia tộc của bạn cũng sẽ bị hủy hoại. Đấu tranh có ý nghĩa gì chứ? Ông Chu, không phải chúng tôi không trượng nghĩa mà chuyện này bản chất cũng là chuyện của nhà các ông, vì vậy chúng tôi không tham gia vào nữa, gia chủ của gia tộc Đệ Ngũ nói trước. Hai gia chủ còn lại cũng lần lượt phối hợp. Bọn họ vừa nói, thậm chí còn lùi sang một bên để ra một khoảng trống cô lập Chu Hằng Thiên. Bên cạnh Chu Hằng Thiên chỉ còn lại một mình Chu Minh. Nhưng rõ ràng Chu Minh cũng không hề để ý đến chuyện này, hắn còn lớn tiếng hét anh Dương ngầu lắm. Anh Dương bá đạo, tiêu diệt Chu gia, lâu nay tôi đã không ưa Chu gia rồi. Tiểu Minh, cháu tốt xấu gì cũng là con cháu Chu gia, sắc mặt Chu Hằng Thiên hết sức khó coi, nói. Chuyện gì thế này, bên cạnh rõ ràng còn một người nhưng người này lại không ngừng cổ vũ cho đối phương. Con cháu của Chu gia thì sao chứ, anh Chu Dương vẫn là anh của cháu. Chu Minh hờ hững nói, chờ sau khi Chu gia của chúng ta tan rã, cháu sẽ đi làm đàn em dưới trướng của đại ca Chu Dương, đến lúc đó cháu vẫn là người của Chu gia. Chẳng qua chỉ là đổi người làm gia chủ thôi, dù sao bây giờ cháu cũng không ưa gì người cầm quyền của Chu gia. Ý của cháu là nhìn chú không thuận mắt ư, Chu Hằng Thiên cười gượng nhắm mắt lại, bản thân ông làm gia chủ cũng được coi là người có thực lực. Cũng gần như thế, Chu Minh nhún vai. Lại hét lên với Chu Dương, anh Dương cố lên. Chu Dương không để ý Chu Minh, bởi vì anh cảm thấy tên này giống trẻ trâu. Anh nhìn Chu Hằng Thiên, ý của ông thế nào? Chu gia các ông tự động giải tán hay là để tôi đích thân ra tay? Gia chủ của Chu gia đứng trước mặt là bố ruột của Chu Dương,
là một nhân vật quyền lực ngất trời. Nhưng lúc này trong mắt của Chu Dương không hề có chút cảm xúc nào. Người đàn ông này đã vứt bỏ mẹ của anh. Khi anh còn nhỏ, anh chưa có năng lực để bảo vệ mẹ của mình, anh nhớ rất rõ mẹ đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Người đàn ông này không thể tha thứ. Chu gia không thể tha thứ. Chu Hằng Thiên im lặng thở dài, Dương Nhi à, để Chu gia giải tán là chuyện không thể nào. Thật ra bố cũng đã đoán ra được ít nhiều tâm tư của con. Có rất nhiều chuyện muốn giải thích với con, hy vọng con có thể cho bố một cơ hội. Xem ra Chu Hằng Thiên quả thật có điều khó nói. Thậm chí Chu Dương sớm đã phát hiện ra khi Chu Hằng Thiên vừa gặp anh, dường như ông đã muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói ra. Bây giờ muốn nói sao? Muộn rồi. Chu Dương hừ một tiếng, ông nghĩ tôi vẫn còn để ý đến nguyên nhân năm đó là gì sao? Bất kể các ông có đưa ra nguyên nhân gì hay là có khó khăn gì, nhưng đối với mẹ tôi mà nói, các ông đã làm tổn hại đến bà ấy, đây là sự thật không thể chối cãi. Tôi không hề muốn Chu gia các ông bị tiêu diệt, tan nhà nát cửa, tôi chỉ đơn thuần muốn các ông giải tán thôi, yêu cầu này quá đáng sao. Sau này thủ đô không còn Chu gia nữa, chỉ có tập đoàn Chu Thị, ông có phản đối gì không? Có, Chu Hằng Thiên vẫn cố chấp nói, Dương Nhi à, chuyện năm đó không phải sai lầm của bố. Ông gọi ai là Dương Nhi, trong mắt của Chu Dương thoáng qua sự phẫn nộ và thiếu kiên nhẫn. Người đàn ông trước mắt, lúc này lại nhớ đến tình thân sao? Vừa rồi thậm chí ông ta còn ra lệnh cho ba hoàng đế võ giả ra tay với anh. Thật là không biết xấu hổ. Hành động này khiến Chu Dương cảm thấy thật buồn nôn, còn cái tên Dương Nhi mà ông ta gọi khiến cho anh cảm thấy rất chói tai. Bóng dáng của anh vụt qua, đột nhiên xuất hiện trước mặt của Chu Hằng Thiên, sau đó đấm mạnh vào bụng của ông. Cho dù Chu Dương đã nương tay nhưng vẫn khiến cho Chu Hằng Thiên nôn ra máu. Ông đau đớn ngã nhoài lên vai của Chu Dương, yếu ớt ho hai tiếng, Dương. Chu Dương. Gọi Chu tiên sinh, Chu Dương lạnh lùng nói. Chu tiên sinh, Chu Hằng Thiên bất lực lựa chọn thỏa hiệp, cho bố một cơ hội giải thích với con được không? Xin lỗi, không có cơ hội đâu, khóe miệng của Chu Dương thoáng qua một nụ cười khinh bỉ, bây giờ tôi cho ông về, ba ngày sau tôi sẽ đưa mẹ của tôi đến nhận lại mọi thứ của Chu gia. Đến lúc đó hy vọng các ông cũng đã giải tán xong. Nếu để tôi phát hiện có người ngoan cố chống cự, tôi không đảm bảo sẽ không làm gì với Chu gia đâu. Chu Dương cáu kỉnh, từ chối thẳng lời giải thích của Chu Hằng Thiên. Anh lười nghe, cũng không có tâm trạng để nghe. Bây giờ giải thích sao? Tại sao không làm từ sớm? Khi anh và mẹ chịu khổ sở ông ta đang làm gì? Vì thế anh mới thô bạo ngắt lời của Chu Hằng Thiên, không cho ông giải thích bất cứ thứ gì, sau đó ném ông cho Chu Minh. Đưa ông ta về đi. Nhân tiện truyền lại lời của tôi với Chu gia. Ba ngày sau tôi sẽ đưa mẹ quay về Chu gia. Chu Dương hời hợt nói. Anh Dương, tôi chờ anh. Chu Minh giơ ngón cái về phía của Chu Dương sau đó đỡ Chu Hằng Thiên rời đi. Ba gia chủ của gia tộc khác thậm chí còn không dám thở mạnh, chờ sau khi có được sự đồng ý của Chu Dương bọn họ mới rời đi cùng với ba hoàng đế võ giả trong sự mất mặt. Chưa đến nửa tiếng sau đám người này đã rời đi hết. Điều này khiến người đi đường ở bên ngoài hết sức kinh ngạc. Này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu tôi nhớ không nhầm đám người này cũng vừa mới vào đó nửa tiếng, tôi còn chưa uống xong cốc cà phê nữa, bên đường một vài người đang uống cà phê xì xào. Người được dìu đi đó là gia chủ của Chu gia đúng không? Chu gia không phải là gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn sao? Anh xem những gia chủ khác của ba gia tộc kia, sắc mặt đều khó coi như vậy. Tập đoàn Chu Thị này rốt cuộc là gì đây? Không phải là gia sản của Chu gia sao? Tại sao mặt mày của đám người này lại xám xịt rời đi như thế? Hả, ai nói với anh tập đoàn Chu Thị này là sản nghiệp của Chu gia chứ? Tôi nói cho anh biết, tập đoàn Chu Thị này thật ra là sản nghiệp ở bên ngoài, hai ngày trước còn xảy ra xung đột với bốn gia tộc này nữa. Tôi thấy tình hình này có lẽ là gia chủ của bốn gia tộc lớn đích thân đến báo thù nhưng lại bị người ta đuổi ra ngoài. Người am hiểu kia giải thích, gia chủ của bốn gia tộc lớn đến báo thù nhưng đều bị đuổi ra ngoài là sao chứ? Tập đoàn Chu Thị này rốt cuộc có vai trò gì? Không biết, nhưng thủ đô này e là sắp thay đổi rồi, mọi người lần lượt thở dài, những thứ này cách bọn họ rất xa. Nhưng cho dù như vậy trong một đêm, tin tức này cũng đã lan truyền ra cả thủ đô. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
hết tập 64.